hôm nay mình làm một cái clip này chia sẻ đến các bạn trong cái chuyên mục góc nhìn tâm linh thì chia sẻ đến các bạn một cái vấn đề quan trọng mà trên cái con đường tu hành tất cả chúng ta đều phải gặp phải và đó cũng là cái câu hỏi chung của rất nhiều bạn muốn tu hành nhưng mà à, gặp rất là nhiều cái trở ngại à, từ gia đình, người thân, bạn bè, xã hội vân à, vân ha rất là nhiều cái trở ngại như vậy thì à, đó là cái chuyện mà chúng ta à, chắc chắn bước trên con đường tu hành là sẽ gặp phải à, gặp nhiều hay ít thôi à, chứ không có chuyện nào mà không có được cho nên mình nghĩ cái đề tài này nó quan trọng. Hôm nay mình làm cái clip này à, chia sẻ vừa là những cái kinh nghiệm à, đúc kết được, vừa là lời dạy của các vị thầy để mà à, chia sẻ phần nào à, cho các bạn có thêm cái niềm tin, thì cũng chỉ là mình nhắc lại với mọi người ha. Mình cũng không phải là à, thầy của ai hết ha. Một số bạn cũng còn thắc mắc á <laughs> Rồi nói là người ta gọi mình bằng thầy Rồi mình không có khiêm nhường, không có khiêm tốn rồi cao ngạo này kia đó À ha, cũng khổ như vậy đó à, Mình cũng đã nói rất là nhiều lần Ai mà xem đủ các clip của mình hoặc vào nhóm Mình cũng nói rất là nhiều lần rồi mình không phải là thầy của ai hết Nhưng mà tùy các bạn gọi Mình cũng chưa bao giờ xưng thầy với ai hết À thì ví dụ như nói người này nhưng mà người kia người ta kêu mình cũng đâu có biết được à, à, Vậy mà cũng có người trách móc à, cũng khổ vậy đó ha à, đó thì mình nhắc lại mình cũng chỉ là một cái người may mắn à, được theo các cái vị thầy đắc đạo để mà tu học có pháp môn tu học có phương pháp tu học mà được các ngài giảng giải cho nhiều cái chân lý thì vào cái thời khắc quan trọng này à, mình thấy à, nhiều người anh em à, họ chưa có hiểu thì à, mình xin các vị thầy của mình à, ra chia sẻ lại những cái gì mình học được để mà à, những người anh em có thêm cái kiến thức thay vì không gặp trực tiếp được thầy ví à, dụ như gặp thầy học 10 phần giờ thông qua thằng học trò ví dụ nắm được uh, chút xíu hoặc một phần cũng được à, uh, có còn hơn không à, và giúp cho các bạn uh, có cái cơ hội có thêm cái kiến thức nền tảng uh, ít nhất cũng có được cái phương pháp cơ bản để các bạn có thể thực hành được uh, trong cái thời gian sắp tới khi mà khi mà thật sự lúc đó các bạn cảm thấy nó cần à chứ mình cũng không dám nói là à, cái này nó hay hay nó cao siêu gì hết nè à, à tới lúc mà thật sự cần à, thì các bạn có cái để dùng còn mà những người mà họ có tu hành rồi á khi họ nghe mình chia sẻ những cái này à, mình tin là họ hiểu họ hiểu liền ha à, hiểu ít hoặc hiểu nhiều sẽ có hiểu liền ha à, à, tùy theo cái cấp độ như vậy còn những bạn mà chưa tin à, thì cũng không sao A à, cứ nghe để đó mình cũng nói rất là nhiều lần rồi các bạn cứ lưu vào bộ nhớ à, mình tin sẽ có lúc các bạn sẽ lấy ra xài à, không có cái gì là uổng phí đâu a à, thì những cái lời dạy của các vị thầy của mình các vị đó khi mà đắc đạo rồi thì những cái truyền dạy ra không có gì dư thừa đâu a à, mình nghĩ là như vậy à, mình cũng tin như vậy và à, còn một số clip nữa thôi à, thì mình kết thúc à, cái, cái nhiệm vụ đưa thư. À, lúc trước mình cũng nhấn mạnh lại là mình chỉ là người đưa thư thôi mình chỉ truyền tải lại thông điệp của các vị chia sẻ lại kiến thức của các vị truyền dạy mà thôi à, chứ không có cái gì à, à, gọi là của mình hết không có gì của mình hết nha à, chỉ có một số cái mình phải phân tích à, để mà chia sẻ ví dụ như chúng ta ngày xưa có cái câu đó, học thầy không thầy học bạn nhiều khi các vị nói rồi à, học thầy á, Nhiều khi thầy nói một số bạn không có hiểu Nhưng mà chúng ta đi học nhóm với nhau à, Bạn bè nó chia sẻ bằng cái cái ngôn ngữ của nó Nó dễ hiểu hơn, vậy thôi à, Thì này nó cũng giống vậy, không có gì mà à, ghê gớm hết à, Thì à, dùng cái ngôn ngữ của bạn bè nói với nhau Để dễ hiểu hơn chút thôi à, Đó, à, tóm gọn lại như vậy Thì À, cái đề tài của cái clip này à, mình đặt tên là à, bụt nhà không thiên à, các bạn thấy à, tại vì tại sao à, cái người tu hành lúc nào cũng gặp nhiều cái khó khăn trở ngại mà thường ngộ lắm đúng không chúng ta ngày xưa giờ có câu là bụt nhà không có thiên à, mình tu hành hay gì đó, mình nói ở ngoài người ta tin nhưng mà người nhà mình lại không tin à, tại sao lại như vậy a à, rồi thì đó là nội dung chính của cái clip ngày hôm nay. Rồi, mời các bạn cùng theo dõi ha. Rồi, chúng ta thấy như vậy nè. Chúng ta nhìn cái hình cái sâu chuỗi này à, hôm trước có cái clip trước là mình đã cho các bạn coi cái hình rồi hôm nay mình sẽ phân tích sâu về cái sâu chuỗi này để các bạn dễ hình dung ha à, các bạn thấy là à, nếu ai tin vào luân hồi à, hoặc bây giờ chưa hiểu luân hồi đi giờ chúng ta chỉ nhìn cái thực tại thôi chúng ta thấy tại sao chúng ta sinh ra chúng ta có những mối liên hệ thân cận à từ nhỏ sinh ra chúng ta có cha mẹ ha rồi anh em bà con dòng họ đúng không rồi à, lớn lên chút xíu chúng ta có à, ra trường chúng ta bắt đầu cưới vợ gả chồng à, sinh con đẻ cái rồi sau này già lên nữa chúng ta lại có có cháu à, cũng giống như cái thế hệ của ông bà thì à, mình dùng cái hình này để mình thí dụ cho các bạn là những cái hạt chuỗi trong cái sâu chuỗi này nó giống như là những cái thành viên những cái người mà có cái sự ảnh hưởng có cái sự uh, liên lạc thân cận gắn bó với cuộc đời của các bạn ha à, à, để các bạn dễ hình dung thì uh, các bạn cứ tưởng tượng mình uh, là một thành viên uh, tức là một cái hạt trong cái sợi dây chuỗi này và ai tin luân hồi rồi thì à, chúng ta biết được rằng à, những cái người mà xuất hiện trong cái cuộc đời của mình nó không phải là cái sự ngẫu nhiên mà nó đã có cái nhân duyên từ trước rồi ha mình nói lại ha tất cả những người như ông bà cha mẹ anh chị em ha những người thân thích à, vợ chồng con cái gì đó không phải ngẫu nhiên mà họ xuất hiện trong cuộc đời của mình mà họ và chúng ta đã có cái nhân duyên từ trước rồi. Và hởm rài những ai theo dõi các cái clip của mình chia sẻ phân tích về luật nhân quả thì chúng ta có thể thấy và hiểu rằng cái mà những cái việc làm của chúng ta tác động lên người khác nó sẽ tạo ra cái gọi là nghiệp ha thì trong nghiệp nó có thiện nghiệp và ác nghiệp tùy theo cái loại hành động mà chúng ta tác động lên cái người đó hay cái vật đó à, vậy thì gọi chung là cái từ là nghiệp chướng à, vậy thì cái nghiệp chướng này nó mới tạo ra cái nhân duyên à, ai mà xem cái clip mình chia sẻ về luân hồi rồi à, chúng ta hiểu à, à, từ cái nghiệp chướng chúng ta tạo ra à, ý nghiệp mà là cái gốc của nghiệp ý nghiệp à, thông qua lời nói tạo thành khẩu nghiệp ý nghiệp thông qua hành động tạo thành thân nghiệp đó có chúng ta có ý nghiệp khẩu nghiệp thân nghiệp đó và gọi chung là nghiệp chướng thì chúng ta tác động vào một cái người nào thì giống như chúng ta có một cái sợi dây à, chúng ta ràng buộc với họ tại vì cái nhân sinh sinh ra rồi thì phải chờ cái quả à, một cái hạt nhân gieo xuống rồi khi hồi đủ điều kiện thì cái quả nó nó trổ ra Vậy khi chúng ta tác động một cái nhân đối với cái người nào trong quá khứ à, thì cái nhân đó nó được sinh sôi, nảy nở tùy theo cái môi trường trưởng dưỡng nó mà nó sẽ nảy nhanh hay chậm mà thôi. Vậy thì khi chúng ta tác động một cái nghiệp đến có một người nào đó à, thì giống như chúng ta với họ có một cái sợi dây. À, thời điểm chúng ta tác động là cái nhân và khi nào à, cái hành động đó quay trở lại thì chúng ta gọi là cái quả. À, ngày trước chúng ta học cái định luật 3 Newton Ông có nói ha Khi chúng ta tác động một lực vào một vật nào đó Thì vật đó sẽ tác động à, trở lại một lực Có cùng độ lớn và ngược chiều à, Ai có học rồi nhớ nhắc lại là các bạn nhớ liền đúng không à, à, Sau này mà ai mà nghiên cứu nữa Thì các bạn sẽ biết Thật ra ông Newton Ông cũng không phải là người thường à, Ông cũng là à, thần chuyển sinh xuống để mà À, giáo hóa à, con người mà đưa khoa học tiến gần hơn à, hiểu được các cái định luật của vũ trụ à, trong đó có định luật ba newton nói như vậy thì à, có à, lực tác động thì sẽ có lực phản động à, luôn luôn như vậy cùng ngược chiều à, mà cùng độ lớn à, thì nó cũng giống vậy thôi à, nhà phật gọi là nhân nào quả nấy đó cũng giống vậy thôi à. À, y chang như vậy à, trồng đậu thì ăn đậu trồng khoai thì ăn khoai nhiều cái cách nói khác nhau thôi à, nhưng mà đều nói về cái nhân quả nghiệp lực vậy thì vậy thì chúng ta thấy á à, bây giờ à, một cái người tại sao à, khi chúng ta nói chúng ta tu hành tự nhiên bắt đầu cái bình thường thì không sao hết à, trước nay chúng ta sống một đời sống bình thường không có vấn đề gì hết a à, đôi khi cũng có vui có buồn là do nghiệp luật nhân quả thì dễ hiểu rồi a à, nhưng mà tự nhiên tại sao bây giờ chúng ta nói chúng ta tu hành chúng ta tìm được một vị minh sư chúng ta tìm được chân lý chúng ta tìm được một cái vị thầy nào đó để mà chúng ta À, hiểu hơn về chân lý và chúng ta quay đầu chúng ta tu hành à, chúng ta hiểu nhân quả rồi trước đây chúng ta tạo nhiều nghiệp lực rồi bây giờ chúng ta muốn ăn năn sám hối chúng ta không muốn tạo nghiệp nữa chúng ta muốn sửa mình để cho nó tốt hơn à thì chúng ta hay gọi cái từ gọi là tu hành à, à tu là sửa đó Nhưng nhiều người cứ nghĩ tu là phải cạo đầu vô chùa không phải à tu chúng ta hiểu tu là sửa mà sửa cái gì sửa cái bản ngã à cái bản ngã À, cứ sửa chừng nào mà cái bản ngã chuyển thành cái vô ngã đó lúc đó chúng ta gọi là đắc đạo ha à, cho nên cái bản ngã nó còn cứ sửa 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 hoài sửa chừng nào mà nó bỏ đi cái bản ngã nó trở về cái tánh ban đầu à chúng ta gọi là tìm lại cái phật tánh bên thiên chúa gọi là tìm lại thiên quốc à, là như vậy ha à, đó từ ngữ thôi vậy thì bây giờ nói là à, chúng ta tạm hiểu như vậy trong cái sâu chuỗi này những cái người thân của chúng ta ai cũng có nghiệp chướng qua lại với nhau nó mới dính nhau trong cái sâu chuỗi này Đấy phải vậy không bây giờ nếu chúng ta dùng cái từ bình dân hơn để dễ hiểu á thì thí dụ như người này nợ người kia người kia nợ người nọ nợ, nợ qua nợ lại à, vậy thì khi mà cái sâu chuỗi này à, thì có người này nợ người kia mà thì nó sẽ có một cái à, để chúng ta dễ hình dung gọi là có một cái tổng nợ À, người này nợ người kia nợ quá người nợ lại trong gia đình chúng ta ha à, những cái người mà chặt dính chặt với chúng ta đó ha. thân cận của chúng ta thì tạo thành cái tổng nợ thì người nào mà càng ở gần bên là cái nợ nhiều nhất cái sợi dây ràng buộc nhiều nhất ví à, dụ ngày xưa mình tác động lên cái người đó nhiều nhất thì cái quấn cái cọng dây càng nhiều cứ các bạn cứ thử tưởng tượng cứ một lần mình tác động lên người đó à, bằng lời nói hành động ý nghĩ gì đó thì mình phóng một cái sợi dây ra trói mình với người đó thì cái người nào mà ở thân cận nhất với mình là mình với người đó à, có nợ nần với nhau nhiều nhất còn cái nợ đó là thiện duyên hay là ác duyên á, thì nó 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 tùy thuộc vào cái nghiệp chướng mình không biết à, à, thì bây giờ mình muốn biết á, mình nhìn vào cái cuộc sống của mình á. À, ví dụ ngày xưa mình gây cái thiện duyên nhiều với người đó thì bây giờ mình ở bên cạnh người đó mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc à, cứ gặp người đó là thấy vui gặp người đó là thấy vui rồi ngày xưa mình gây cái ác duyên nhiều nhiều với người đó, thì giờ mỗi lần mình gặp cái người đó là mình thấy nó có cái chướng gì đó, gặp rồi thấy bực bội, gặp rồi thấy khó chịu à. à, các bạn nhìn vô cái kết quả thì các bạn nhìn vô cái hiện tại thì các bạn biết được cái kết quả thôi, kết quả của cái nhân hồi trước thôi. À, để ý chút xíu là nó sẽ ra được. Vậy thì à, cái sâu chuỗi này giống như nó có một cái tổng nợ, à, tổng nợ. Vậy thì chúng ta thấy là đời đời kiếp kiếp chúng ta gây biết bao nhiêu nợ à, Và hôm bữa mình có phân tích cái gọi là nghiệp chướng và định nghiệp, tức là cái định nghiệp là cái nghiệp mà nó được an bài nó sẽ trổ ra trong cái đời này. Vậy thì những cái người thân của chúng ta trong cái kiếp này á, nó giống như cái cái sâu chuỗi này là cái 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 nợ mà chúng ta phải trả trong cái đời này. À ngoài ra nó còn nhiều nợ của nhiều đời nhiều kiếp khác. Nếu mà các bạn tin luân hồi thì mỗi kiếp sống như vậy chúng ta gặp những cái người khác để chúng ta trả nợ hoặc là trả qua trả lại vậy đó à, còn nợ gì thì hồi nãy mình nói rồi là tùy đúng không à, thiện duyên hay ác duyên là tùy nhưng mà cứ mỗi kiếp sống là chúng ta có những cái người dính chặt như vậy những cái nghiệp nào được an bài người nào tới hạn phải đòi thì chúng ta phải gặp nhau trong cái kiếp sống đó bây giờ chúng ta nói kiếp sống này thôi à, tổng chúng ta có cái tổng nợ như vậy Vậy thì bây giờ tự nhiên cái trước giờ mình thiếu nợ người ta Đúng không? Bây giờ cái mình nói uh, mình đi tu À mình nói mình đi tu lập tức là chủ nợ nó tới liền Nó sợ mình quỵt nợ sao? Các bạn hiểu chỗ này không? Đó trước giờ là mình mình đang thiếu nợ rồi Chúng ta hiểu cái thế giới này à, Trong cái tam giới thì ông Ma Vương ổng cai quản mà À còn nghiệp chướng là còn nằm trong tay của ông mà không thoát ra được còn nghiệp chướng là cứ nằm ở trong cái bánh xe luân hồi là phải chịu tác động của ổng thôi à còn nợ là còn phải vướng víu với ổng à còn phải chịu ảnh hưởng với ổng à ổng có nhiệm vụ như vậy đó đó vậy thì bây giờ sao cứ mình nói mình đi tu là à, mình muốn mình hết nợ thì lập tức à, chủ nợ nó tới nó đòi liền à bây giờ muốn đi đâu à, muốn đi đâu hả à, trả nợ đi đi cho nên cho nên các bạn thấy nhiều người nói là đang đang ăn mặn, đang ăn thịt á. Bây giờ nghe các cái bài chia sẻ của các vị thầy hoặc là một số người cũng nói là sau khi nghe mấy cái clip mình chia sẻ rồi chuyển qua ăn chay, à, bắt đầu cái chuyển qua ăn thì bị bị phản ứng, à, gặp chuyện này chuyện kia, à, đó. Đầu chúng ta phân tích. Vì à. chúng ta thấy á mình vừa nói là mình đi tu thôi là chủ nợ tới liền đòi liền đó thì những cái chuyện đó là thực chất là chủ nợ nó tới đòi đó đó vậy thì sao vậy thì bây giờ chúng ta muốn muốn thoát khỏi à, muốn thoát khỏi cái, cái sự ràng buộc phá phách này thì chúng ta phải lo chúng ta xóa cái nợ của mình đi tức là trả nợ của mình đi thì mình thiếu nợ thì ông tới ông đòi thôi bây giờ muốn ông không đòi hả à, thì lo trả nợ cho nên mình hay nói các bạn là cái người tu hành là cái người can đảm đứng ra trả nợ chứ không phải là người chạy trốn một số người cứ nghĩ cứ thấy cuộc đời khổ quá bắt đầu nghĩ là đi chạy chỗ này vô chùa lên núi để mà trốn khổ ha à, mà các bạn không hiểu á cái nghiệp mà các bạn gây ra mà các bạn không trả các bạn trốn đâu cũng không khỏi hết à cái nghiệp là phải trả và cái người tu là cái người can đảm đứng ra hiểu nhân quả rồi hiểu mình thiếu nợ thì bây giờ mình trả chứ không phải là mình nói giờ mình mình bỏ chạy được mà nói mình nói mình thiếu nợ người ta giờ mình quỵt nợ được không có cho nên nó chỉ cần các bạn trong ý vừa khởi lên cái ý niệm à, đi tu thôi ha là chủ nợ nó tới nó đòi liền à, tại vì mình nói rồi ông ma vương cũng nằm trong đầu chúng ta mà phật hay là ma cũng nằm trong hết á à, do mình lựa chọn thôi thì vừa khởi lên cái ý đi tìm Phật cái là ông ma ông tới ông đòi liền tại vì mình còn thiếu nợ ổng mà à, cứ xuống đây mà gây nợ là ổng quản lý à ổng biết hết à ổng à, cai quản trong tam giới chúng sanh nào còn nghiệp chướng thì là cũng còn có sự tác động của ổng à ổng là ông chủ nợ mà à, xuống đây xài gì dưới này là là ổng ghi lại hết à là vậy thôi vì thì á, bây giờ mà chúng ta muốn mà hết sạch À, nợ nần không còn cái gì nữa hết muốn thoát ra khỏi cái sự ràng buộc của ổng thì cái con đường à, duy nhất à, chúng ta gọi là tu hành giải thoát à, giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi giải thoát khỏi tam giới luôn ra khỏi hoàn toàn cái vòng lục đạo luôn à, thì chỉ có như vậy thì lúc đó chúng ta mới à, gọi là không còn bị ràng buộc à, không còn bị trói buộc trong cái cái vòng quản lý của ông ma vương nữa thì các bạn nhìn giống như cái cái hình này, à, mình đánh cái dấu x, thí dụ như các bạn thấy dấu x này giống như là là bạn và bây giờ bạn muốn thoát khỏi, bạn muốn trả hết sạch nợ cái này thì giống như là các bạn xóa bỏ cái nợ của bạn đối với bạn muốn thoát khỏi ra cái vòng này thì sao? một cái dây chuỗi nó dính với nhau như vậy mà một mình bạn khi mà bạn bứt ra khỏi cọng dây này thì lập tức như sao lập tức toàn bộ cái sâu chuỗi này nó bị bung ra các bạn hiểu chỗ này không à cho nên cho nên các bạn thấy á người nhà người thân của chúng ta những cái người quan trọng trong cuộc đời chúng ta họ dính với chúng ta bởi cái nghiệp lực à và nếu như người nhà chúng ta có một cái người tu hành giải thoát thì lập tức toàn bộ cái số nợ à, tức là toàn bộ cái cái sự liên kết này nó bị đứt ra liền à cho nên tại sao ngày xưa trong nhà phật có câu là nhất nhân chứng đắc cũ huyền thăng đó mà bây giờ mình nhìn cái hình này các bạn sẽ dễ hiểu tức là chứng đắc ở đây phải hiểu là đắc đạo á nha à rồi cái hình chữ x này tức là nói một cái người nào mà đó tu hành đắc đạo thì giống như là cái cộng uh, cái hạt này nó bị đứt ra khỏi cái chuỗi này thì toàn bộ các cái hạt này nó rơi ra tại vì á uh, mình dính nợ với người này người kia mình dính nợ với tất cả người này cho nên mình mới mất kẹt với họ và bây giờ mình tu hành giải thoát tức là mình trả sạch hoàn toàn cái nợ của mình rồi tức là mình không còn nợ nần ai nữa đó thì những cái người mà dính líu với mình họ cũng bị bung ra khỏi cái cộng dây này tức là sao cái nợ của họ cũng bị giảm xuống các bạn hiểu không À hồi nãy chúng ta có cái tổng nợ đó mà bây giờ có một cái người trả hết sạch nợ rồi. À thì một cái người đó tức là mình có thể thiếu người này, thiếu người kia, thiếu những người vòng vòng này, à mình thiếu những người trong cái dây chuỗi này mà bây giờ mình trả hết rồi. À thì giữa mình với họ không có còn cái sự ràng buộc gì hết thì họ cũng bớt được cái tổng nợ đó là họ được thăng lên một bậc. Cho nên gọi là nhất nhân chứng đắc, cũ huyền thăng và cái thăng này á các bạn hiểu là siêu thăng tức là thăng lên một bậc tức là cái nợ của họ nhẹ hơn một bậc thí dụ như ông bà tổ tiên của chúng ta có những người tội nặng đang ở dưới địa ngục mà nếu như người thân chúng ta có một người tu hành chứng đắc thì cái tổng cái tổng nợ nó giảm rồi thì họ sẽ được thăng lên một bậc thí dụ như từ địa ngục tùy từ địa ngục thì họ bị thoát ra được địa ngục họ hết tội à, họ lên cái bậc à, cao hơn, tùy theo nghiệp chướng của họ nữa, nhưng mà họ tức là họ sẽ được thăng lên, thăng lên cao hơn một bậc. Ai đang dù trước đây cũng có người nhà đang tu cao cao, bây giờ mà có người chứng đắc nữa thì họ lên một bậc cao hơn nữa, bởi vì cái nghiệp của họ với mình đã nhẹ bớt rồi. À, các bạn hiểu chỗ này không? Ha, đó. Vậy thì mình sẽ bắt đầu phân tích sâu hơn. Thì các bạn thấy á tại sao có cái sự trở ngại khi mà một người muốn tu hành giải thoát? À chúng ta muốn muốn đi lên mà à, chúng ta muốn thoát khỏi bắt đầu những cái sự việc nó xảy đến trong cuộc đời của chúng ta à, cái đầu tiên mà muốn giải thoát à, chúng ta phải trì giới à, chúng ta có thân khẩu ý à, à, giới luật mục đích cuối cùng là để cho chúng ta nằm trong cái khuôn khổ à, để cho chúng ta không có vây thêm cái nghiệp mới à, và giữ cho chúng ta yên bình À, không có tạo ra cái nghiệp mới, à, tu là trả nợ, mà à, bây giờ còn vay nợ nữa thì làm sao mà kiếm tiền bao nhiêu cho kịp các bạn hiểu không? À, bây giờ muốn tu tức là bắt đầu chúng ta muốn trả nợ thì đầu tiên chúng ta phải ngưng vay nợ đã, à, thì giới luật nó giúp mình ngưng vay nợ, à, trong nhà Phật có năm giới luật, à, sát sanh, à, đạo tạc, à, nói dối, tà dâm, à, cuối cùng là rượu bia chất kích thích đó thì chúng ta thấy nếu chúng ta giữ được năm giới đó nghiêm ngặt thì chúng ta không có vay thêm nợ à tức là không có mượn nợ nữa rồi hàng ngày đi tu tập hàng ngày tu tập giống như chúng ta đi làm kiếm tiền thì từ từ chúng ta mới trả được nợ các bạn hiểu chỗ này không thì vừa chúng ta khởi lên cái ý đó thôi là bắt đầu chủ nợ nó tới rồi và cái giới đầu tiên mà mình hay nhắc với các bạn và trong tất cả các kinh điển đều đưa nó lên hàng đầu chính là cái giới sát và cái giới này thì chúng ta làm gì à cái thân chúng ta kiểm soát cái thân thì chúng ta ăn chay à chúng ta ăn chay thì chúng ta thấy ông đang ăn thịt chung gia đình bây giờ cái nói chuyển sang ăn chay cái là bắt đầu có chuyện liền có phải vậy không tự nhiên gia đình thấy có sự khác biệt liền họ thấy có sự tách biệt liền và nếu chúng ta không khéo léo á là chúng ta bị rơi vào cái bẫy liền của ma vương liền bẫy của mấy ông chủ nợ liền thì rõ ràng hôm ràng có nhiều người thắc mắc cái chuyện này lắm nên sẵn hôm nay mình giải thích luôn ha à, nhiều người nói là giờ hiểu ra rồi thấy ăn chay tốt quá rồi đó nhưng mà bắt đầu ăn chay cái bị bị gia đình nói nói hả có người thì nói cũng vừa vừa có người thì chửi nói bà đặt tu theo ai mà, mà ăn chay à tu theo mấy thầy ở chùa một tháng ăn chay một hai ngày được rồi cần gì phải ăn chay trường đã nhiều lắm à có nhiều cái trường hợp lắm đúng không khi mình nói ra này mình biết nhiều bạn rơi vào trường hợp này rồi rồi từ cái việc ăn chay đó cái bắt đầu cái bị cái sự xa lánh à, người nhà nhiều lắm có nhiều người đó, họ ăn ăn thịt quen rồi bây giờ tự nhiên thấy con cháu mặc dù không có ảnh hưởng gì nha mà nghe con cháu ăn chay thôi họ họ cũng bực bội nữa đó bắt đầu cái hội nó ra nói vào có phải không đó thì xuất hiện cái tình trạng gọi là bị xa lánh xa lánh của người thân rồi bạn bè nhiều khi nó cũng xa lánh luôn nó thấy chứ lúc này kỳ gì à, lúc này nó ăn chay rồi thôi cũng xa lánh à rồi xa lánh nó còn đỡ bắt đầu à các bạn gặp thêm trường hợp nữa là bị phỉ bán đó bị phỉ bán à bắt đầu cái người nói là nhiều người khó lắm à mày tu theo ai à ông thầy đó là ông thầy nào à, tại vì các bạn khi mà các bạn nói các bạn tu á mà các bạn muốn quyết tâm các bạn tu á cái ý chí các bạn khởi lên ban đầu càng mạnh thì cái lực đối trọng lại nó càng mạnh thôi và bây giờ chủ nợ tới đòi nợ là ai à, thì những người thân của chúng ta là những người mà nợ gần chúng ta nhất a à, thì chủ nợ tới đòi liền a à, và họ cũng bị tác động a à, ông Ma vương sai lực lượng tới liền và à, phỉ bán a à, chửi bới liền đã làm cho chúng ta bị ai mà không có vượt qua được thì thôi quay lại ngã mặn thôi a à, cái này trường hợp này bị rất nhiều đó có phải vậy không rồi từ cái việc phỉ bán này à nó xa lánh này à, bắt đầu cái nó dẫn tới cái tình trạng là cái sự bất hòa trong gia đình có phải vậy không nhiều lắm nhiều bạn hỏi mình à, em ăn chay mà ăn giờ mẹ chồng à, la hay là chính mẹ ruột la à, chửi bới um sùm chồng thì xa lánh kỳ thị à, chồng thậm chí có nhiều người cứ tự cái việc ăn chay thôi mà đòi á, ly dị đòi tùm lum á đó. đó phải không mình khi mình nói ra cái này là nhiều bạn đồng tình lắm mình biết nhiều lắm cái này không phải tự mình bịa ra đâu đó, toàn là những cái người hỏi mình không đó nha đó thì các bạn thấy rõ ràng à nhiều sự việc nó tới thì ngày hôm nay mình phân tích này để các bạn biết được đó là cái sự khảo đó à tức là cái ông chủ nợ ông tới ông đòi đó thì các bạn mình nói trước cái này để cho những ai mà mà sắp sửa dấn thân trên con đường tu ai mà mà ăn được rồi thì hiểu ngay còn những người mà vừa bị cái bỏ cuộc à, thì cũng nhìn qua cái này để biết được biết được à sắp tới nếu mà mình đi là mình sẽ gặp vậy đó thì mình nói rồi không có gì mà ghê gớm cao xa chẳng qua là mình đi trước một đoạn thôi À, mình quay lại mình nói là à đi tới chỗ đó à, gặp cái đó gặp cái ổ gà gặp cái ổ voi gặp cái sự cố gì đó à phải xử lý thì sao nó cũng giống vậy thôi à vậy thì cái khảo đầu tiên á sẽ bị gọi là cái đời nó khảo à, đời nó khảo liên quan tới những cái người như vậy à đời nó khảo thì từ người ngoài cho tới người nhà à rồi bắt đầu cái nếu mà chúng ta vững tâm chúng ta vượt qua được cái dị nghị này À, thì còn thêm một cái nữa à, Gọi là Đạo Nó Khảo à, Đạo Nó Khảo Đạo Nó Khảo bắt đầu nó dẫn dắt chúng ta Tới nhiều cái tình huống à, Lạ lắm à, Rồi chúng ta à, ngồi thiền à, Ngồi thiền bắt đầu Nếu mà cái tâm chúng ta chưa có vững Chúng ta mới tập mà à, Ngồi thiền tâm chưa vững Bắt đầu là Atula nó xuất hiện liền Đó, Ma Vương sai cái tầng cao hơn xuất hiện Đó, xuất hiện thì tùy theo cái mức độ của mình à coi coi mình thuộc cái dạng nào. À có một số người thì trong tâm còn ngạo mạn, ăn chay rồi nhưng mà trong tâm còn ngạo mạn hoặc là cái mục đích đến với con đường tu á là do ham mê thần thông. À nghĩ là mình giỏi, nghĩ mình ngạo mạn, nghĩ mình hay à thì bắt đầu ổng cho mấy cái đứa a tu nó tới. Nó biến thành người này, nó biến thành người kia hóa thân ra phật bồ tát à cho người này thấy được nằm mơ thấy nói trời tôi thấy được phật tôi thấy được bồ tát à, chắc là đẳng cấp của tôi cao rồi bắt đầu là tinh liền à mới tu thôi à, mới ăn chay thôi à. bắt đầu là thuộc vài bài kinh vài bài kể bắt đầu nằm mơ thấy phật bồ tát tưởng thiệt liền Để đâu có biết nhận dạng đâu nào giờ đâu có thấy phật thiệt đâu có thấy bồ tát thiệt đâu à cứ bắt đầu có thấy là tinh liền rồi cái ngã mạng càng cao bắt đầu cái phật bồ tát đó phật bồ tát mà do atula giả dạng à, dạy là bắt đầu đi ra nói pháp đi ra nói đạo hoặc là bắt đầu phỉ bán người này phỉ bán người kia cho người này là tà đạo cho người kia là là tà đạo đó cái trường hợp này có nữa nha đó à, cho nên á hôm rồi á cũng có nhiều có nhiều bạn đó cũng nhảy vào kênh đó à, ngộ lắm à, cái trên cái hành trình này các bạn mà đi rồi mốt các bạn gặp cũng y chang à, à, à cho nên là à, ngộ lắm thì à, có cái bạn đó sẵn ở đây nói luôn để sau này các bạn gặp các bạn biết à, có cái người đó giống như trong đầu họ đó à, trong đầu họ mặc định sẵn rồi mặc định sẵn rồi bắt đầu họ vô họ hỏi họ hỏi mà nếu như chúng ta không có đồng tình với họ à, thì họ chửi liền À, ngộ lắm là vậy đó à, có cái bạn đó cũng vào hỏi mình đó là à, cái vị đó có phải là tà đạo không à, mình mới nói là bây giờ đó, bạn muốn biết đó, cái người ta là tà hay không bạn phải tìm hiểu coi coi người ta giảng thế nào người ta thực hành thế nào người ta dạy học trò người ta thế nào rồi nhìn coi coi học trò người ta tu hành thế nào nhưng mà cũng phải tìm người tinh tấn coi nha Chứ không phải là học trò thì cũng có đứa giỏi đứa dở Nhưng mà nhìn cái phần chung cũng thấy được À lúc đó thì mới khẳng định là tà hay chánh Còn giờ chưa biết gì sao mà nói tà hay chánh À Và mình nói thật với các bạn Những cái vị thầy mình đi theo học mà, Những vị thầy đắc đạo Chưa bao giờ Mình nhấn mạnh lại ha Những vị thầy của mình chưa bao giờ dạy học trò Phán xét à chưa bao giờ dạy học trò phán xét là vị này tà hay vị kia tà không có bởi vì các vị ấy đã về tới cái một rồi à hiểu tất cả đều à, có cái luật nhân quả an bài à, à ngày hôm nay có thể là à, người ta sai do cái nhân quả của họ đang lúc này vậy à nhưng mà có lúc nào đó thì họ từ từ họ cũng tỉnh thức à, cho nên là không bao giờ không bao giờ mà cho học trò dạy học trò phán xét à và mình thấy trong tất cả các vị à, giáo chủ à, Phật Thích Ca Mâu Ni hay Chúa Giêsu cũng không bao giờ dạy học trò phán xét. Rồi à, mình tìm hiểu những lời dạy của Thượng Đế, à mới nhất các cái clip vừa rồi. À, Thượng Đế nói là à, chỉ có Thượng Đế mới có đủ cái minh triết sáng suốt mà phán xét đúng hay sai thôi. Còn ngày nào mà cái trí của con chưa có đạt tới trình độ đó thì con cũng không nên phán xét à tức là thượng đế mới là cái người mà có thể phán xét mà giờ thượng đế cũng vậy là các con cũng đừng có nên phán xét à vậy mà có nhiều bạn à vậy mà có nhiều người nói nằm mơ thấy Phật thấy Bồ Tát về à, phán xét người này phán xét người kia là mình thấy cũng hơi lạ à cho nên mình phân tích cái này người nào mà chỉ cần tin lấy chút xíu là hiểu liền à À, thượng đế mà còn dạy không phán xét phật cũng không dạy phán xét à, chúa cũng không dạy phán xét luôn các bạn thấy không à, như quán thế âm bồ tát à, chúng ta hay gọi Ngài cứu khổ cứu nạn à, ngày à, à, thương tất cả chúng sanh dù cái người đã tội lỗi cỡ nào cầu xin ngài à, trong cái lòng xót thương của ngài à, thì ngài cũng ráng ngài cứu à, chúng ta coi về phật thích ca mâu ni à, có cái câu chuyện mà cái ông angulimala à bởi vì ông luyện tà đạo ông tin theo ông thầy của ông ông luyện tà đạo à, ông luyện tà thuật mà ông thầy kêu phải giết 90 giết 100 người à, và cắt đủ 100 cái ngón tay như vậy à, để thành cái 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 tà thuật gì đó và ông tin theo ông thầy à à bây giờ cũng nói thêm đó ít nhất là các bạn thấy mà ông thầy ông dạy những cái làm cái điều mà phá giới à, ít chúng ra ta cũng có năm cái giới luật để chúng ta so sánh à, nếu quý vị thầy nào mà kêu chúng ta làm những cái chuyện trái với những cái luật đó à, trái với luân thường đạo lý thì ít nhất chúng ta còn có thể nhận định được là cái đó là tà à, à, còn cái vị nào mà người kêu học trò người ta à, giữ năm giới nghiêm ngặt ăn thuần chay giữ năm giới nghiêm ngặt ngồi thiền à, mà chửi người ta tà à, thì mình phải coi lại lúc đó mình là ai à mình phải mình phải sáng suốt nha mình nói các bạn người tu học phải sáng suốt cho nên các bạn phải tỉnh táo à ngày hôm nay mình chia sẻ những cái kinh nghiệm này để các bạn đi thế nào các bạn cũng gặp chắc chắn là các bạn cũng gặp thậm chí là nhiều bạn đã gặp rồi đang phân vân à rồi một số sẵn đây mình nói luôn à một số bạn cũng hay hỏi mình là à, cái kênh này cái vị này cái vị kia À, như thế nào à, Và mình sẵn cái clip này mình trả lời luôn à, Mình không bao giờ can thiệp vào Bất cứ à, vị nào à, Bất cứ một cái kênh nào Một cái vị nào hết à, Thầy mình à, dạy rất là rõ Và thầy mình cũng thực thi như vậy Mình là một người học trò Mình cũng làm y chang như vậy Không có phán xét gì hết à, Bởi vì sao Khi các bạn hiểu nhân quả rồi á tùy trình độ đẳng cấp của các bạn mà các bạn phải học những cái bài cần thiết thôi giống như mình nói cái người mà chưa có hiểu được cái nghiệp quả thì họ sát sanh à họ họ phải học cái bài sát sanh họ sát sanh rồi tới cái lúc mà cái quả nó tới họ phải trả cái quả đó là họ học cái bài học đó còn một số người tại sao từ nhỏ tới lớn kêu sát sanh không bao giờ sát sanh À không phải là có gì hay hơn đâu mà chẳng qua là trong tiền kiếp họ đã học cái bài đó rồi. Và họ đã bị trả quả, thí dụ họ đã từng bị đọa địa ngục hoặc là bị đầu thai làm thú vật bị người ta giết tức là trong tiền kiếp họ học cái bài đó rồi. Bây giờ cái kiếp này họ thấy cái cảnh đó họ sợ lắm. À chứ đừng nghĩ có gì hay ho hơn đâu. Chẳng qua là người xuống trước, người xuống sau, người học cao, người học thấp, à người lên lớp rồi, người còn chưa lên lớp vậy thôi. Các bạn phải hiểu vậy Chứ các bạn hiểu nhân quả rồi, không có phán xét người ta Chúng ta giống như là chúng ta sinh nhà có mấy người con à, Cái đứa sinh ra trước thì nó học lớp lớn Ví à, dụ như thằng lớn nó học tới lớp 12 rồi Rồi cái thằng nhỏ nó mới học lớp 5 rồi thằng út nó học lớp 1 Thí dụ như vậy À thì đâu có nghĩa là cái thằng lớn học lớp 12 chửi cái thằng út là mày là đồ ngu, đồ đần Lấy cái kiến thức 12 ra mà chửi nó được Tại vì thằng em mình nó nhỏ, nó sinh xa, nó đẻ muộn à thì nó chưa có học tới thì nó chưa biết hồi xưa nếu mà bằng cái tuổi của mình như nó thì mình cũng y như nó thôi không có khác gì hết trơn á tức là sao ngày hôm nay nếu chúng ta thấy một cái sự việc mà chúng ta có thể nhìn nhận được cái cái đúng hay cái sai của nó tức là chúng ta đã từng trải qua cái bài học đó rồi chúng ta thấy người ta làm ác mà chúng ta trong lương tâm chúng ta nói trời ơi sao mà ác quá vậy tức là các bạn đã từng trải qua cái bài học đó rồi trong một cái thời gian nào đó trong quá khứ bạn mới biết được cái đó là ác và các bạn không làm bài học đó mình học rồi đơn giản vậy thôi cho nên không phải vì lý do đó mà chúng ta quay lại chúng ta phán xét chúng ta chửi bới những cái người đang bị à chúng ta phải biết là họ chưa có học bài học đó đó thì từ đó để các bạn hiểu được các bạn hiểu được là những cái người mà họ họ phán xét hoặc là họ đang phải tùy theo cái trình độ của họ mà họ học cái bài học cần thiết thí dụ như họ cũng muốn tu nhưng mà họ ham mê thần thông thì cái đẳng cấp của họ họ sẽ gặp một cái ông thầy dạy thần thông à, ông dùng thần thông mà thường cái bị thầy mà ở thần thông thì thường là đẳng cấp là atula atula thần thông rất là nhiều lên tới đẳng cấp thứ hai á là gọi là cõi giới nhân quả hay là trong lục đạo gọi là cõi trời á thì những người mà tu cao chút xíu là lúc đó là họ hiểu thấu nhân quả rồi bởi vì trong cái cõi giới thứ hai á, nó có cái gọi là a lại gia thức nó giống như có một cái kho tàng à, ghi lại hết tất cả à, những cái gọi là tiền kiếp à, của người nào như thế nào bao nhiêu à, đã từng luân hồi bao nhiêu lần kiếp nào lại vậy tức là họ lên tới đó mà họ vào được cái cái thư viện đó là họ hiểu được nhân quả rồi à, lập tức là họ không dám nữa à, từ đó họ gần cái ngưỡng cửa mà thoát ra khỏi á. À, lúc đó là họ hiểu nhân quả sâu lắm thì ở cõi giới thứ hai cũng có cấp thấp và cấp cao à, thì những cái người mà lên tới cõi giới thứ hai mà cao rồi thì họ không bao giờ dám thể hiện thần thông nữa mặc dù họ cũng còn một ít nghiệp chướng nhưng mà họ không dám thể hiện thần thông nữa lúc đó họ hiểu nhân quả rồi à còn một cái đẳng cấp mà atula là thể hiện thần thông dữ lắm à sau này các bạn mà nghe kỹ cái bài atula bây mình nói thêm để cho các bạn sẵn bài này nói để các bạn nhận diện luôn thì cái bài này bài có thể là bài phân tích cuối cùng sau này còn một số cái clip là dạy của thượng đế với các viện minh sư mình đọc các một số clip nữa thì mình sẽ kết thúc cái nhiệm vụ đưa thư này thì sẵn đây phân tích cho các bạn ha à, để cho các bạn dễ nhận dạng thì à, những cái người mà Atula họ có cái gọi là biện tài vô ngại à, họ có cái thần thông gọi là biện tài vô ngại họ nói người ta rất là dễ tin a à, à, họ nói rất là hay à, họ nói cực kỳ hay luôn và à, những cái người này thì thường vẫn rất là ham danh lợi cho nên chúng ta ra ngoài nếu chúng ta thấy những cái vị thầy À, nói rất hay nói là người ta tin liền nhưng mà à, lại lôi kéo học trò vào cái danh lợi à, và chúng ta thấy học trò họ cực kỳ đông nhưng mà họ lại cổ suý cho cái việc hưởng thụ thế gian à, mặc dù nghe họ nói cũng rất là hay tại lên Atula là cao hơn cái cõi người mình rồi à, có thần thông rồi à, họ nói là lọt lỗ tai ngay nhưng mà muốn biết đẳng cấp thì biết coi họ có giữ giới hay không à các bạn muốn biết đẳng cấp của một cái vị đó đó coi coi họ có giữ giới nghiêm ngặt không và họ dạy học trò họ hưởng thụ thế gian hay là hay là à, trì giới nghiêm ngặt thì các bạn biết được liền à đó là bởi à, bây giờ nhiều lắm hầu hết các vị mà lớn lớn về đây mà chia sẻ mấy cái thôi à, mình không muốn đụng chạm nhưng mà mình nói vậy để các bạn tự nhận ra nha à còn người nào tinh tấn tu là nhận ra liền ha à. rồi À, nói chút xíu về đẳng cấp thứ hai thì đẳng cấp thứ hai gọi là đẳng cấp nhân quả những cái người ở đẳng cấp thứ hai mà khi họ họ lọt xuống á tức là họ lọt xuống làm người á à, dĩ nhiên mà họ còn phước báo nhiều thì họ ở trên đó atula cũng vậy còn phước báo nhiều họ ở thế giới của người ta sướng hơn nhiều xuống đây làm chi chẳng qua những cái người xuống đây là những người gọi là một là 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 à, rớt hoặc là à, muốn xuống đây để mà có cái cơ hội À, tu tập lập công bội đức à, ở cõi giới thứ hai cũng vậy cũng có những người à, hết phước báo họ rớt xuống và có những người họ hiểu được nhân quả rồi họ muốn tái sinh xuống làm người để mà họ có cơ hội họ tu học tại vì cái thân người này là cao quý à, thì từ ở cõi cao á, sinh xuống nó dễ à, giống như chúng ta thấy những cái nước mà nước gọi là gọi là nước phát triển nước giàu quá ví dụ như nước mỹ à, nước châu âu thì cái kinh tế của họ giàu họ mạnh á họ 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 đi qua nước khác dễ lắm chúng ta thấy ví dụ như cái visa của họ cái nước mà phát triển á họ có nước giàu họ đi qua những cái nước nghèo nó dễ lắm thì ở đây cũng giống vậy à nếu như những cái chúng sinh ở đẳng cấp cao họ muốn đi xuống đẳng cấp thấp à họ có cái nguyện vọng như vậy thì họ có thể sinh ha à, xin xin các cái vị có cái chức năng á à họ có thể sinh xuống để họ tái sinh làm người vì có mục đích gì đó. À, thì những cái người mà thuộc đẳng cấp thứ hai mà xuống đây á, thì bởi vì đẳng cấp của họ rất là cao. À, thì nhưng mà mình nói trước ha, không phải ai xuống đây cũng nhớ đâu. Tức là lúc mà họ sinh á, thì lúc đó là họ ở cõi giới họ ở cõi giới đó họ sinh. Nhưng mà khi mà họ xuống rồi cái họ họ quên đi, tái sinh xuống làm người là bị quên đi. À, cho nhiều người không có nhiều người nhớ nhưng mà cái về dễ nhận ra cái người đẳng cấp thứ hai á, là khi họ xuống đây thường là họ nắm những cái vị trí rất là cao ở trong tất cả mọi lĩnh vực thí à, dụ như họ làm à, ở lĩnh vực chính trị thì những người đẳng cấp thứ hai mà họ xuống á, thì họ thường làm những, đẳng, những cái vị trí rất là cao à, thủ tướng à, chủ tịch tổng thống ví dụ như vậy à, còn nếu như mà họ làm về lĩnh vực tài chính thì họ sẽ là triệu phú tỷ phú đại gia nếu như họ làm ở lĩnh vực khoa học thì họ sẽ là những người rất giỏi nhà bác học nhà khoa học ví dụ vậy nếu như làm ở lĩnh vực y tế thì họ sẽ là những người thần y chữa bệnh rất giỏi nếu như làm ở lĩnh vực quân đội thì họ sẽ là những cái vị tướng rất là tài ba à đó thì tùy theo cái cái gọi là cái nhiệm vụ hoặc là cái cái kiến thức quá khứ của họ ở cái ở trên đó là gì thì họ xuống đây họ sẽ cực kỳ mạnh ở cái lĩnh vực đó à nhưng mà không phải ai cũng nhớ à chúng ta nên nhớ thần cũng có thiện thần và ác thần lên đẳng cấp thứ hai thì cũng có đẳng cấp thứ hai thấp và đẳng cấp thứ hai cao người đẳng cấp thứ hai cao thì xuống đây à, họ xin xuống đây để họ muốn tìm cái con đường tu hành giải thoát họ có cái sứ mệnh à, họ giúp cho à, hòa bình thế giới phát triển thế giới còn mà những cái người ác thần hoặc là đẳng cấp thấp thứ hai họ xuống đây họ quên mất đi cái nguồn cội của họ ban đầu họ xuống mà khi mà họ có cái danh vọng tại vì phước báo họ nhiều mà họ xuống đây khi mà họ có danh vọng cái họ bị lúng sâu trong cái danh vọng đó à thì chúng ta thấy giống như nhà bác học có người à, chế tạo ra à, thuốc vaccine để mà trị bệnh à, thì cũng có người chế tạo ra cái con virus để làm vũ khí sinh học có người phát minh ra điện à, để mà soi sáng à, có người cũng phát minh ra vũ khí à, hủy diệt nhân loại nó vậy thôi à, luôn luôn có hai mặt như vậy thì ở trên xuống nó cũng vậy thôi À, thần thì cũng có thiện thần và ác thần. Đẳng cấp thứ hai cũng vậy. À, có người làm đứng đầu chính trị, đứng đầu một nhà nước, đưa cho nước trở nên giàu mạnh. À, cũng có những người đứng đầu nhà nước nhưng mà làm cho người ta đói khổ suy tàn. À, các bạn nhìn luôn luôn có hai cái thế lực. Và bây giờ trên thế giới các bạn, hai thế lực nó đang rất là rõ. Đó. À, mình không muốn phân tích chính trị, mình không muốn đụng tạ chạm gì tới chính trị. hết Chỉ phân tích để cho các bạn có cái nhìn thôi. À, người tu hành không có nói tới mấy cái chuyện đó để mà cho các bạn nhìn nhận thôi luôn luôn như vậy thì à, quay lại cái câu chuyện của mình à, quay lại câu chuyện của mình thì à, các bạn giúp mình vậy nè à, chúng ta là những người tu hành à, cái clip vừa rồi thượng đế cũng nhắc rất rõ cái người nào mà chúng ta cảm thấy có thể không tin người đó là đẳng cấp đó, ví dụ như trong cái lời giảng đó chúng ta không tin lời đó của thượng đế của ông sao? Nhưng mà chúng ta nếu chúng ta thấy cái những cái lời đó nó hữu ích, à, nó chúng ta có thể áp dụng, chúng ta có thể nghe cái lời đó mà chúng ta cảm thấy cái tinh thần yên ổn thì tốt. À, các bạn nhớ thêm một lời nữa thượng đế dạy: hai người nào giúp người khác ổn định nội tâm thì làm việc cho khối thanh, còn người nào giúp làm cho người khác hoang mang dao động là làm việc cho khối trượt làm việc cho khối thanh là công quả làm việc cho khối trượt là nghiệp quả đó các bạn nhớ như đinh đóng cột cái câu này giúp mình để khi ra ngoài á sau này á các bạn gặp mấy cái người mà họ nhảy vào họ bình luận ha họ nói người này là tà đạo họ nói là người kia là tà đạo thì các bạn nhận ra ha, à, một cái người tu hành chân chính là không bao giờ làm cho người khác hoang mang ha. À, các bạn nên nhớ là có luật trời hết rồi ha, à, thượng đế cũng nói rất rõ, nếu như mà à, à các con không tin cha là thượng đế ha, cha có làm gì sai thì cũng có luật trời rồi. À, không cần tới các con phán xét ha, luật trời biết rõ hơn các con. Và mình cho các bạn biết thời này là thời cuối. Phim chưa có hết mà các bạn nhớ các bạn coi phim á thường những cái phút cuối nó gây cấn lắm à chưa có hạ màn á thì còn nhiều tình tiết bất ngờ lắm cho nên á à, có những cái vị mà chúng ta đang gọi là đang à, nghe à, đang à, gọi là đang hiện diện một cách à, phổ quát à, à chúng ta nghĩ đó là à, chánh à, cũng chưa biết à còn có một số vị mà bị người ta phỉ báng tùm lum, bị chửi bới, phải ẩn giật à rồi đang bị kêu là tà à, cũng chưa biết à các bạn phải chờ hết phim mới biết được các bạn coi phim rồi các bạn biết ha à, cái gì nó cũng phải đợi tới khúc cuối cùng và cái màn này là cái màn tuyển chọn cho nên cái phim nó chưa có hết à mình nói cho các bạn biết các bạn mà muốn biết thực hư đó, các bạn phải coi tới cuối phim mà các bạn muốn coi tới cuối phim á thì mình nói các bạn bây giờ phải lo chuẩn bị à các bạn phải đủ tiêu chuẩn được chọn lựa thì các bạn mới coi được tới cuối phim các bạn mới biết được bước qua cái đời thượng ngương thánh đức ai là thật ai là giả còn bây giờ hả à, thật giả lẫn lộn à và thời này là vẫn đang là thời của bóng tối chưa có phải là thời của ánh sáng thì mình nói cho các bạn biết hầu hết tất cả những gì các bạn nghe à bên ngoài đều là bóng tối ánh sáng nó ít lắm à, à mình có cái hình mà một cái quả địa cầu ban đêm á các bạn có thể thấy à ánh sáng chỉ là những đốm đốm thôi giống như buổi tối chúng ta vô nhà chúng ta bật đèn thì mới có ánh sáng còn chúng ta bước ra đường là nó tối thui à, nó giống vậy đó à à cho nên cái thời này à, ánh sáng ít lắm ánh sáng phải ẩn giật các bạn hôm rài nghe thượng đế nói rồi à, cha phải quy ẩn bởi vì chưa tới cái thời cơ của cha chưa tới lúc cha xuất hiện à vì thương các con cho nên cha mới à, xuất hiện một ít à, để mà nhắc nhở các con thôi rồi cha cũng phải ẩn giật theo đúng cái cái quy trình Đó, cho nên mình nói các bạn phim chưa có hạ mạng à, thượng đế sắp đặt tất cả à, tất cả những gì chúng ta đang thấy diễn tiến trên cuộc đời này giống như là một cái gọi là đại đại sân khấu à, và một cái diễn à, một cái màn kịch khổng lồ à, chưa kết thúc à, thượng đế là cái người chủ trì tất cả Đó, cho nên phim chưa kết thúc đâu và khi mà phiên chưa kết thúc thì tất cả những phán đoán của chúng ta à, chưa chắc gì là đúng vậy thôi tốt nhất à, tốt nhất đừng phán đoán đừng có phán xét à, đó là cách hay nhất người tu đừng có phán xét cho nên các bạn đừng có để cho những cái người đó làm cho các bạn hoang mang dao động và mình nói luôn à, mình sẽ không à, trả lời cho bất kỳ người nào hỏi những câu hỏi về bất kỳ một vị nào à, à giống như hôm bữa mình nói đó có cái vị có cái bạn đó vô hỏi cái vị đó có phải là tà đạo không cái mình trả lời vậy cái bạn nói mình ba phải à, ngộ vậy đó tức là trong đầu có cái cái mặc định rồi bây giờ cái kêu người ta phải đồng ý mới chịu còn người ta không đồng ý là nói người ta ba phải liền à, có những người ngộ vậy đó à, chúng ta thấy á, cái một cái căn nhà nó có nhiều cái không gian nó sẽ có không gian đẹp nhất và cũng sẽ có cái không gian không đẹp À cái giống như chúng ta vào nhà có cái phòng khách là cái nơi mà sáng sủa nhất và cái nơi mà chủ nhà thường trưng bày nhiều cái đồ đẹp nhất ở trong đó để họ tiếp khách ha. À, và nếu như họ có khách quý nữa thì họ sẽ có cái gian phòng đặc biệt. À những cái đồ quý, à, những cái đồ quý giá thì họ chỉ show ra à, chỉ có đưa cho cái người khách quý thôi. À còn chúng ta làm sao? Chúng ta hầu hết là sao? Chúng ta vào nhà người ta Chúng ta không có ngồi ở phòng khách rồi Chúng ta đi te 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 Vô cái chỗ mà để rác Vô cái thùng rác Chúng ta ấp cái mặt vô cái thùng rác Chúng ta nhìn rác Đóng rác nhà người ta Rồi chúng ta hít hết cái mùi rác nhà người ta Xong rồi chúng ta hôi quá Chạy ra ngoài la làng lên Trời ơi cái nhà này nó ở dơ quá Nó thúi quá trời Trong khi nhà người ta có cái chỗ đẹp đẽ Không nhìn À cứ chuối cái mũi vô cái thùng rác rồi thì nhìn vô thùng rác của người ta thì con mắt nó nhìn thấy rác Và cái mùi rác nó cũng ám vô trong người rồi mới đi ra hàng xóm la làng lên trời ơi cái nhà này nó hôi quá nó thúi quá trong khi à, trong khi nhà nào cũng có rác mà hôm qua thượng đế cũng nhắc nhớ hơn cái clip trước thượng đế nhắc à, đóng rác người ta thì mình thấy đóng rác của mình thì quên cá nhân này không bao giờ tiến bộ được đó cho nên các bạn mình nhắc lại cái lời khuyên của thượng đế để các bạn thấy à, thượng đế nhắc mình phải lo nhìn cái đống rác của mình đi à, lo dọn rác của mình đi chứ đừng có mà đi môi móc đống rác của người khác các bạn suốt ngày các bạn có đi môi rác của người khác thì các bạn cũng dính cái mùi rác mùi hôi thôi rồi các bạn đi tới đâu các bạn cũng mang cái mùi hôi đó lây cho người khác thôi à, cho nên phải nhìn lại cái đống rác của mình người tu là người tự sửa tự quét dọn cái đống rác của mình à các bạn sạch sẽ thơm tho rồi các bạn đi tới đâu á người ta cũng nồng hậu tiếp các bạn các bạn muốn cái ông chủ nhà họ tiếp các bạn long trọng thì các bạn phải tôn trọng ông chủ nhà các bạn phải là người khách quý à các bạn tới nhà niềm nở vui vẻ với ông chủ nhà thân tình với họ đối đãi với họ bằng cái tình thương bằng cái tình thân thì các bạn mới tạo được cái sự thân thiết với ông chủ nhà và khi đó ông chủ nhà mới mời các bạn à vào cái phòng khách và khi họ quý các bạn rồi thì ông chủ nhà mới bắt đầu giới thiệu cho các bạn những cái gì đẹp nhất của ổng những cái gì quý nhất của ổng bởi vì bạn đã tạo được cái niềm tin của ổng à còn cái này á các bạn chưa vô nhà người ta à, hoặc là mở cửa một cái là đâm đầu vô cái thùng rác úp cái mặt vô cái thùng rác xong đi ra ngoài la làng lên trong khi không biết gì về các gian phòng khác hết rồi ở bên ngoài cũng có những người cũng đồng cái tính chất như vậy à đứng ở ngoài thôi chưa vào nhà người ta mà nghe cái ông này kể lại là cái đống rác nhà người ta vậy rồi bắt đầu đi truyền tay tiếp à, chúng ta hay có cái phong trào vậy Tức là bản thân không biết gì hết Nghe người đó kể lại cái đống rác nhà người ta Rồi cũng đi ra truyền tay nhau Ôi cái nhà đó thúi quá hôi quá Trong khi Chủ nhà đâu có mời vô phòng khách đâu Tự động chui vô úp mặt vô thùng rác Đó mình phân tích Để các bạn dễ hiểu như vậy à, Quay lại cái bài này à, Thì đó là những cái gọi là cái khảo à, Đó là những cái khảo à, Bị đời khảo rồi bị đạo khảo là như vậy A À khi mà các bạn vượt qua được cái đời á, tức là các bạn vượt qua được cái cái tiếng nói của những cái người ở bên ngoài thì bắt đầu tới cái đạo nó khảo. À bắt đầu lúc này cái đạo nó khảo và các bạn thấy á cái ông ma vương này khi mà dùng những cái người ngoài phá các bạn không được, ông sẽ dùng một cái chiêu bài nguy hiểm vô cùng là ông sẽ đánh vào cái nơi trọng yếu nhất đánh vào cái nơi mà bạn yếu lòng nhất đó là dùng cái người thân cận nhất của chúng ta để mà đánh chúng ta đó các bạn thấy mà tất cả những cái ai bước đi trên con đường đạo à, các bạn cũng phải bước qua cái chỗ này à bởi vì cái người thân của chúng ta là cái người làm cho mình yếu lòng nhất à các bạn tu tập vững thời gian các bạn thấy người ngoài ai nói gì nói nhưng mà cái người thân chúng ta nói tự nhiên cái chứ làm cho chúng ta dao động yếu lòng liền phải vậy không đó thì à, tất cả tất cả những này cũng chỉ là à, bài học mà thôi ha à, tất cả những này cũng chỉ là bài học mà thôi à chúng ta biết á chúng ta đi học thì phải có kiểm tra phải có kỳ thi vượt qua được kỳ thi thì mới khẳng định là chúng ta đã hoàn thành cái bài học đó cho nên trên con đường đạo nó luôn có nhiều cái cái trong gai như vậy và các bạn biết ha, nếu mà chúng ta tu thường thường nó khác còn một khi mà các bạn khởi tâm các bạn tu giải thoát là khác à tại vì dù các bạn tu thường thường à tu thường thường là biết là không có thoát khỏi luân hồi à thì nó khảo nhẹ nhẹ thôi nó biết ơi mày hồi mày, mày mày bây giờ mày có dọn đi chỗ khác à, tao cũng còn nắm được à cũng nằm biết địa chỉ của mày còn bây giờ chúng ta nói chúng ta tu giải thoát chúng ta tin vào chúng ta tìm được một vị minh sư tại thế chúng ta muốn tu giải thoát là chúng ta muốn thoát nợ hoàn toàn à là không còn nằm trong tay của ổng nữa là lập tức à ổng điều quân khiển tướng của ổng tới phá cho bằng được à à ông ma vương này là ổng không muốn ai mà thoát khỏi vòng tay của ổng hết à cho nên là người mà muốn tu giải thoát á à, bị khảo ghê gớm lắm bài học khó lắm Tại vì tất cả các nợ phải trả hết trong đời này À cho nên là bao nhiêu chủ nợ tới đòi phá dữ lắm À đó là như vậy Thì các bạn thấy tại sao cái người tu giải thoát gặp nhiều như vậy nè Nào mình các bạn nhìn vô cái sơ đồ này các bạn thấy Bình thường một cái người tu là giống như cái sơ cái hạt chủ của chúng ta chủ cái chữ X á, chúng ta muốn vươn lên chúng ta muốn thoát ra khỏi cái sự ràng buộc của cái sợi dây này À, nếu chúng ta tu thường thường thì cái khảo không có bao nhiêu hết nhưng nếu như chúng ta nói chúng ta tu giải thoát tức là chúng ta muốn bứt hoàn toàn khỏi cái sợi dây này thì các bạn có thử tưởng tượng khi mà các bạn nắm một cái hạt các bạn kéo lên thì có phải toàn bộ sức nặng của các cái hạt còn lại nó gỉ xuống không? A à, mình nói lại một cái ví dụ các bạn có thể hình dung trong đầu a à, khi các bạn nắm một cái hạt mà các bạn kéo lên thì có phải toàn bộ sức nặng của các cái hàng còn lại nó gỉ các bạn xuống không? Đó, thì đó, đó là cái ví dụ minh họa để các bạn thấy rằng á, là khi mà các bạn muốn tu hành mà giải thoát hoàn toàn xuân, sinh tử luân hồi á, à, thì lập tức bao nhiêu nợ nần à, nó sẽ tập trung nó phá các anh chị, nó tới nó đòi các anh chị. Thì cũng giống như cái hình này ha à, cho nên tại sao các bạn nói tu mà sao khó quá vậy tu gặp minh sư rồi mà sao cũng khó dữ vậy ha à, còn tu bình thường thấy không sao mà từ ngày tôi nói tôi tu giải thoát tôi ăn trường chay tôi ngồi thiền mà sao tôi gặp đủ thứ chuyện đó để các bạn hiểu như vậy ha à, các bạn học cái lớp thấp thì cái bài nó thấp các bạn học lên cái lớp cao tốt nghiệp thì bài nó phải nhiều thôi học lớp 1 thi khác học lên tới mà thi tốt thi tốt nghiệp thi đại học nó khác ha, à, trình độ khác thì mức độ khảo thí nó khác vậy thôi ha. À, thì các bạn nhớ lại các bạn cũng đừng có buồn ha, mình phân tích này rồi để các bạn thấy các bạn nhớ lại à, cái câu chuyện mà rất là nổi tiếng trong quá khứ mà ai mà còn nhỏ cũng nhớ hết là các bạn nhớ câu chuyện của thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh thấy không? À vượt qua biết bao nhiêu kiếp nạn, mươi 81 cái kiếp nạn a à, gặp đủ thứ chuyện trên đời, cái thậm chí là suýt mất mạng, a à, đường tăng cũng suýt bị bao nhiêu lần bị bị gọi là yêu tinh muốn ăn thịt, à, bao nhiêu lần học trò muốn bỏ cuộc giữa chừng, a à, nhưng mà nhờ cái lòng kiên quyết và có cái sự hỗ trợ nữa chứ không phải tự mình đi được các bạn thấy không? trong suốt cái hành trình Phật với Bồ Tát luôn luôn hỗ trợ hiểm nguy, cho nên cái người tu á mặc dù gặp rất là nhiều trong gai nhưng mà nếu các bạn vững lòng thì luôn luôn có sự hộ trì của phật bồ tát hết thượng đế luôn luôn phái những cái người anh xuống kề cận à dĩ nhiên là thời này thì không có hiện ra giống như trong phim rồi à nhưng mà trong phim này có nhiều cái hay lắm một cái dịp khác mình sẽ phân tích với các bạn à cái vị mà viết cái phim này cũng là một bậc giác ngộ à thì một cái dịp khác là cái bài này mình chủ yếu tập trung vào cái việc một nhà không thiên đó thì tới đây các bạn mới thấy được à, tại sao mà một cái người tu à, khi mà họ có định lực ra ngoài á, họ nói người khác nhiều khi họ nghe liền nhưng mà tại sao người nhà của họ không có tin họ không có nghe họ mà còn cản trở họ thì các bạn thấy á, cái người nhà của họ là có dính nghiệp lực với họ các bạn hiểu không mình còn dính nghiệp lực với họ cho nên á, họ có cái nhiệm vụ khảo thí mình nữa à tới chỗ này các bạn mới thấy nè thực chất á nếu ở cái góc độ nhân quả nghiệp chướng á thì chúng ta hiểu là bởi vì mình còn nợ nghiệp với họ và chính vì cái nợ nghiệp này cũng là cái bài khảo quan trọng của chúng ta à chúng ta à, phải khảo thí à chúng ta phải vượt qua khảo thí và họ người thân của chúng ta chính là cái bài test quan trọng của chúng ta đó các bạn hiểu chỗ này cho nên cái người tu hành các bạn muốn gọi là một cái người hiếu đạo À, thì cái người tu hành giải thoát là cái người thật sự là người con hiếu đạo nhất bởi vì chúng ta à, sống một cái cuộc sống bình thường chúng ta chăm sóc cha mẹ chúng ta cũng được mấy mươi niên thôi à, chúng ta làm tròn trách nhiệm là phải làm là đó là tứ ân phải làm nhưng mà chúng ta sống một đời sống bình thường chúng ta cũng chỉ chăm sóc cho cha mẹ chúng ta mấy mươi niên rồi khi mà à, cha mẹ chúng ta nằm xuống thì à, của cả vật chất của chúng ta có nhiều đi nữa cũng đâu giúp họ được À, có đâu giúp họ được ở cái cõi giới bên kia đâu. Nhưng nếu như chúng ta tu hành và chúng ta tu hành giải thoát, chưa giờ chưa nói tới đắc đạo cao quá các bạn chỉ lọt ra khỏi cái vòng tam giới thôi. À thì giải thoát thôi. À thì các bạn đã có thể cứu được năm đời siêu sanh rồi. Còn chừng nào các bạn đắc quả vị Phật là các bạn cứu được chín đời. Các bạn giải thoát được thôi thì các bạn đã cứu được năm đời. Hồi lúc đó dù như cha mẹ của chúng ta đang ở cõi giới bên kia cõi thấp các bạn giải thoát được một cái là họ được nâng lên một bậc họ về cái cảnh giới cao à, các bạn thấy không rõ ràng không có so với hai cái một cái chúng ta sống ở cái cõi giới vật chất chúng ta kiếm tiền chúng ta lo cho cha mẹ đó là bổn phận rồi nhưng nếu như chúng ta tu hành giải thoát nữa thì chúng ta có thể giúp cha mẹ của chúng ta người thân của chúng ta năm đời ở cái cõi giới bên kia nữa thì có phải là cái người tu hành giải thoát là cái người con hiếu đạo nhất hay không ha à, mình nói tới đây á ai mà tin tấn chút xíu sẽ hiểu còn một số bạn mà vẫn còn chưa hiểu thì thôi cũng không sao để đó đi à, nói tới đây nhiều người vô phỉ bán nữa lắm nè à, sẵn nói tới đây các bạn giúp mình vậy bởi vì chỉ còn một vài clip nữa thôi ha à, thật ra những người đó cũng là những người đang đang uh, bị gọi là bị uh, họ cũng đang bị lực lượng phủ định à, thao túng thôi như họ cũng là những người anh em của chúng ta à, họ nghe ở đâu mà hướng dẫn người tu á à, là họ tới họ phá thật ra rất là tội nghiệp những người này chính họ cũng không biết đâu trong lòng họ cứ nghĩ là họ đang làm việc đúng mình nói cho các bạn biết một cái cái chỗ này nè cái ông ma vương á ông nằm trong tâm của chúng ta à và nói về lý luận á không ai lý luận hơn ma vương đâu bởi vì nó sẽ đưa ra đầy đủ mọi cái tình tiết cực kỳ hay cực kỳ logic bởi vì chúng ta biết rằng phật bồ tát không bao giờ lý luận à chúng ta hiểu sau này chúng ta nghiên cứu kinh điển của tất cả các cái sự việc đó. phật bồ tát không bao giờ tranh luận hết không bao giờ lý luận đó. à nhưng mà ma vương thì lý luận cực kỳ giỏi cho nên những cái người những cái bạn mà tu hành không có tinh tấn á họ bị lực lượng ma vương thao túng tới phá nhưng mà bản thân họ không hiểu đâu bản thân họ cứ nghĩ là họ đang làm chuyện đúng họ đang làm cái chuyện giúp đời họ chỉ mạch vạch mặt mạc người này Và họ chỉ là tà đạo họ chỉ người kia là tà đạo họ đang nghĩ họ đang là cứu nhân độ thế họ đang nghĩ họ là đang giúp đời nhưng thật ra họ bị thao túng họ không biết tại vì các bạn biết Phật Bồ Tát không bao giờ làm chuyện đó Ha, phật bồ tát đi cứu cứu khổ cứu nạn còn không kịp nữa ha, phật đi đi giúp cho học trò nó giải thoát còn không kịp nữa không có thời gian đâu mà đi đi phán đi phán xét người khác à, các bạn trong cái chuyện cổ phật gia có cái câu chuyện có cái hình đó cái hình mà các bạn thấy khi mà đức phật đi thuyết giảng khi lúc này Đức Phật thành đạo rồi thì cái Phật đi thuyết giảng thì thường có một cái ông bà La Môn ông cứ canh cái chỗ nào mà Đức Phật đi thuyết giảng là ông nhào vô ông phỉ bán Đức Phật à bởi vì cái thời mà trước khi Đức Phật thành đạo thì cái giai cấp bà La Môn là giai cấp mà cao nhất ở Ấn Độ và cái kinh của họ là kinh Vệ Đà à, nhưng mà cái thời này cũng là cái thời mạt pháp của cái 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 môn này thời mạt pháp cho nên đức phật mới được tái sinh để mà lập lại cái thời đại hoàng kim thì cũng giống như bây giờ chúng ta là cuối thời mạt pháp nè và chúng ta đang chờ một cái vị phật di lặc ra đời giống như trong hội long hoa đó hay trong thánh kinh ghi là chúa tái lâm đó đó thì vào cái thời điểm đó cũng vậy tức là vào cái thời đó là mạt pháp cái giai cấp đó thống trị à, mặc dù là mang danh những người tu hành nhưng mà họ lại phân biệt đối xử ở Ấn Độ các bạn nào mà có coi phim Đức Phật hoặc là đọc uh, chuyện về Đức Phật các bạn biết ha vào cái thời điểm đó thì những cái người Bà La Môn này tự họ đặt họ là cái đẳng cấp cao nhất và họ phân biệt đối xử cực kỳ uh, tệ hại đối với những cái người nghèo khổ à, họ coi những người nghèo khổ là không có ra gì hết trong đó có câu chuyện người gánh phân đó ha mình chỉ nhắc sơ thôi các bạn tìm hiểu thì cái ông Bà La Môn này cứ ông thấy Đức Phật đi chỗ nào là ông tới ổng ổng quấy rối ổng làm cho dư luận hoang mang ổng chửi đức phật có môi móc đức phật ổng chửi đủ thứ hết thì uh, nhiều lần như vậy à, đức phật à, không có nói gì hết à, tới cái lần đó à, tới cái lần đó ổng chửi thì à, sau khi đợi ổng chửi xong hết à, đức phật mới nói à, à, thưa ngài à, nếu như một người một người đem món quà đến à, tặng cho cái người khác và cái người kia không nhận món quà đó thì món quà đó thuộc về ai à thì cái ông bà la môn này em lập tức ông trả lời liền ông ông chỉ chờ đợi đức phật nói để ông tranh luận thôi mà thì ông nói là dĩ nhiên à đem tới cho cái người đó mà người đó không nhận thì món quà vẫn còn thuộc về cái người đem cho à lúc này đức phật mới nói à, cũng y như vậy à đã rất nhiều lần ông tới đây à, phỉ bán ta à, phá rối tăng đoạn gây hoang mang trong quần chúng à, chửi bới ta và nếu như ta không nhận những điều đó thì những cái lời nói đó thuộc về ai ai à, lúc này thì ông mới giật mình ông bị gậy ông đập lưng ông Ông vừa nói là Thì không nhận thì dĩ nhiên nó vẫn thuộc về người đó Và bây giờ ông hiểu lại Cái lời của Đức Phật Ý nó là những cái lời thoá mạ Những cái lời chửi bới Những cái lời nhục mạ đó à, Ông chửi Đức Phật mà Đức Phật không có nhận Thì ông đang chửi ông Có mình ông nghe Các bạn hiểu chỗ này không Thì nó cũng giống vậy Những cái người mà đi phỉ bán vậy á, Cũng tội nghiệp họ lắm Cái đầu của tâm của họ không có yên họ cứ canh người nào mà chia sẻ cái là họ nhào vô họ họ họ, họ phỉ bán họ chửi bới à, họ không yên được những người này họ họ ngồi thì không có được đâu ngồi cái là họ bị phán mấy cái dòng chữ đó nó hiện ở trong đầu họ liền cho nên các bạn những cái người nào mà xem những cái clip của mình nếu mà các bạn tin tưởng những gì mình chia sẻ ha à, thì nếu như à, trong cái quá trình mà các bạn muốn comment hoặc các bạn đọc những cái dòng comment mà các bạn thấy những cái bạn nào mà chửi bới phỉ bán vậy á thì à, các bạn làm giúp một cái giúp mình một cái việc đơn giản thôi các bạn hãy cầu nguyện thượng đế hãy ban cho cái người ấy sự sáng suốt a à, đó là cái cách hay nhất a à, thay vì những cái trường hợp này mình nói rồi ha thầy mình dạy rất là rõ a à, người tu hành không bao giờ tranh luận mà nên tranh sắc à, Tranh sắc là sao Tranh sắc là tránh đó à, à, Cho nên là người tu hành Đừng bao giờ tranh luận Thí dụ như các bạn có thấy những cái người đó Họ phỉ bán, họ nói cái gì đó sai Thì cũng đừng có comment lại Để mà tranh luận với người đó Mình nói cho các bạn biết các bạn tranh luận không lại đâu Bởi vì một cái Ma vương nó nằm ở trong đầu Và mình nói lại ha Đầu óc của chúng ta à, Ma vương thao túng không có lý luận nào mà vượt qua ổng được đâu các bạn càng nói cỡ nào thì họ sẽ càng có lý luận chặt chẽ logic hơn chừng đó thì thì cách tốt nhất chúng ta hãy dùng tình thương à, chúng ta nhớ cái tầng tư tưởng nó có điện dương và điện âm điện âm là ác đức à, là ganh ghét tị hiềm đố kỵ à, còn điện dương là tình thương à, từ bi bác ái tha thứ yêu thương vậy thì các bạn hãy cầu thượng đế À, giúp cho cái người đó sáng suốt. À đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta làm được cái việc như vậy á thì chúng ta cả cái người cho và người nhận đều được. Cho nên các bạn nhớ cái này ha. Tình thương là thứ mà cả người cho và người nhận à đều trở nên giàu có. Các bạn nhớ cái câu này ha. À, khi chúng ta cho đi tình thương á thì cái tình thương chúng ta nó càng bao la rộng lớn hơn. Và cái người nhận được tình thương á thì họ cũng ấm áp hạnh phúc hơn. Cho nên cả hai đều được, không có mất gì hết trơn. Á. Ha. Thì các bạn thấy ai mà comment tiêu cực mà trong cái tầm mắt của các bạn, các bạn thấy được. À, các bạn giúp mình, gửi cho họ một cái năng lượng yêu thương. À, xin Thượng Đế giúp cho bạn ấy sáng suốt. ha à, thì khi đó cũng là một cái lời nhắc nhở bạn. À, rằng là các bạn, họ cũng là những người anh em của chúng ta chẳng qua họ còn đang học cái bài học của họ thôi à, và cái kỳ thi nó sắp tới rồi ha à, ngày hôm nay nhiều khi chúng ta còn thấy họ nhưng và một thời gian tới khi mà cơ sàng lọc chưa chắc chứ anh em còn gặp nhau cho nên là các bạn hãy giúp mình à, cứ cứ uh, ban rãi tình thương đi cầu chúc cho họ đi à, và nhiều người chúc thì họ mau sáng rồi khi họ sáng thì hy động họ cùng đường à, cùng đường anh em cùng đường đi thì nó vui hơn đúng không à, tất cả những việc mà thượng đế làm phật bồ tát làm cũng đều muốn chúng ta vượt qua cái cơn khổ ải đi lên thôi cùng một đường trở về thôi mà bây giờ có nhiều anh em không hiểu à, chống đối chỉ bà, phỉ bán nhau thay vì giúp nhau đi về à, thì không giúp mà còn à, chửi ha, chửi qua chửi lại trì kéo nhau nhưng mà tất cả cũng chỉ là chỉ cũng chỉ nằm trong cái thánh ý của thượng đế hết à cũng đều là bài học hết á nhưng mà chúng ta có thể dùng cái tình thương để chúng ta xóa bỏ những cái hận thù này a à, đừng có gây thêm chia rẽ tỷ hiềm làm gì hết vào cái lúc này là, là lúc mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng cái lòng từ bi chúng ta phải vuông trồng phúc báo chúng ta phải dự trữ tất cả những cái gì cần thiết để chúng ta vượt qua cái kỳ thi sắp tới ha à, các bạn giúp mình làm chuyện đó đó thì quay lại cái bài của chúng ta chúng ta thấy ha đường tăng mà đi thỉnh kinh bốn thầy trò cũng khổ lắm rồi các bạn nhìn cái cuộc đời của đức phật các bạn thấy ha ở đây ai mà chưa rành thì mình cũng phân tích sơ để các bạn nhớ thì từ khi mà đức phật được chào đời thôi á thì những cái người mà tu hành cao a à, họ thiền định thôi là họ nhận được thiên ý à họ biết được là sẽ có một cái vị giáo chủ tương lai ra đời à, trong cái chơi câu chuyện của Đức Phật thì có cái ông à, tu sĩ ở trên núi á à, hình như ông tên là à, ông A Tư Đà à, thì ông nghe như vậy thì ông xin tới hoàng cung ông xin diện kiến và khi mà ông gặp à, Đức Phật à, lúc mà còn bé như vậy à, thì nói với nhà vua sau này à, vị hoàng tử này sẽ trở thành một vị à, À, một là trở thành một vị vua, hai là trở thành một cái vị mà cả nhân loại sẽ sự tôn kính, tức là một vị vị tu sĩ nhưng mà cả nhân loại sẽ tôn kính. thì khi mà nghe được cái tin này, thì nhà vua là lập tức, à, lập tức là rất là hoang mang, rất là sợ là tại sao vị con hoàng tử ai cũng muốn lên làm vua đâu, ai muốn làm tu sĩ đâu? À, thì từ đó cái vị vua này à, tìm mọi cách à, luôn luôn tìm mọi cách để mà không cho à, vị hoàng tử này nhớ gì đến cái việc tu hành hết tìm mọi cách ha, cho vị hoàng tử này thụ hưởng à, tìm mọi cách rồi à, tới mà vừa lớn lớn cái là tìm mọi cách cưới cho người vợ liền để nghỉ giữ chân hoàng tử lại không có cho bước ra khỏi hoàng cung để mà thấy cái sự đau khổ của ở ngoài Ai sợ là đánh động cái lòng từ bi của Đức Phật. Ai coi phim thì chúng ta sẽ nhớ cái, cái cảnh này ha. À, thì có chúng ta thấy rõ ràng không? Một cái vị à, mặc dù đã có cái sứ mệnh rõ ràng như vậy. Mà các bạn thấy không? Xuống đây cũng phải bị, bị ai? Chính là người cha ruột của mình. Là cái người cản trở trì kéo. Có phải vậy không? Rồi à, chúng ta... Đây cái hình này là cái hình mà... Cái ông... À, phỉ bán đức phật nè hồi nãy mình kể đó đây chính là cái ông này đó các bạn thấy trên cái hành trình tu hành nó đâu có đơn giản đâu à tới khi thành đạo rồi đó thành phật rồi đó À còn bị phỉ bán vậy cho nên mình nói các bạn những cái người mà đắc đạo á họ gọi là phật sống nhiều người không có tin nhiều người không tin làm gì trên đời này có phật bởi vì họ họ quá gọi là thần thánh hóa cái cái, cái vị dĩ nhiên đức phật thích ca Mâu ni là vị đại minh sư à ai cũng biết rồi nhưng mà họ không tin rằng làm gì có cái chuyện mà có người khác có thể tu hành đắc đạo cho nên ai mà tu hành đắc đạo á là à, là bị lực lượng của ma vương nó sai người tới phá liền cho nên nghe ai mà nói là mình là đắc đạo rồi lập tức là bị phỉ bán liền à à thì các bạn thấy vào thời đức phật cũng vậy mặc dù đức phật thành đạo rồi đó à mà các bạn thấy ông đi ra giảng cho người ta nghe là cũng bị mấy cái người mà theo cái 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 truyền thống cũ đó. trong cái trường hợp này là ông theo đạo Bà La Môn là cái theo cái truyền thống cũ trước đó à ông tới tìm cách phỉ bám chửi bới tại vì thứ nhất á họ cũng sợ họ thấy là Đức Phật á đi tới đâu á cũng càng ngày càng có nhiều tín đồ thậm chí rất nhiều người theo độ theo đạo Bà La Môn à, bỏ đạo đi theo Đức Phật thì ông này ông mới sinh ra cái tâm à, cái tâm ganh ghét đố kỵ như vậy à, à thì phá như vậy rồi ai nữa à, chúng ta nhớ là trong cái câu chuyện cuộc đời đức phật có một cái vị tên là đề bà đạt đa hay là devadatta đó dịch ra là đề bà đạt đa là người anh em họ của đức phật và các, các bạn biết là từ nhỏ đã à, ganh ghét tị hiềm đố kỵ với đức phật rồi bằng mọi cách ha đều muốn dành công lao với đức phật ha rồi khi mà đức phật à, đi tu đức phật à, đắc đạo quay trở về thì à, khi đức phật đắc đạo quay trở về là anh này ảnh cũng sinh vô tăng đoạn ảnh à, cũng đi theo tu ý chang vậy nhưng mà cái tâm ganh ghét đố kỵ à, luôn luôn còn tìm mọi cách để hại Đức Phật. Và trong cái hình này là có cái cảnh mà anh ta tính lăn cái hòn đá xuống để mà đè chết Đức Phật. À, và cuối cùng Đức Phật không có bị mà anh ta lại trả cái quả. À, vào trong phim đó thì nó có làm cái cái khảnh khắc rất là xúc động. Là cái lúc mà anh ta bị xô cái này xong cái anh ta bị trượt, anh ta té và anh ta trong cái giờ phút hấp hối lúc đó anh ta mới nhận ra. Anh ta xin lỗi Đức Phật. Và tới cái phút này Đức Phật vẫn vô cùng từ bi À anh ta kể hết tất cả những cái việc mà anh ta vu khống Đức Phật như thế nào Phá hoại tăng đoàn như thế nào cho Chúng ta xin lỗi anh ta xin lỗi Đức Phật Và Đức Phật nói một câu là À ta không nhớ gì hết À các bạn thấy không À cái lòng từ bi của một cái vị đắc đạo nó cao như vậy đó Không bao giờ phán xét Cho nên cái vị nào mà nói nằm mơ mà thấy phật bồ tát về phán xét cái vị nào vị nào là mình nói là các bạn tự suy nghĩ lại à, phật hay bồ tát không bao giờ phán xét nhớ nha các bạn nhớ rõ như vậy giúp mình à, rồi các bạn thấy cái câu chuyện như vậy rồi các bạn thấy khi mà đức phật thành đạo rồi các à, đức phật á, trước khi mà rời hoàng cung cũng phải gạt nước mắt đúng không à, gạt nước mắt à, xa vợ xa con rồi à, à, khi mà thành đạo rồi cũng đâu có về liền đâu các bạn thấy không à, đắc đạo rồi bắt đầu ngài cũng theo cái duyên à, gặp những cái người nào có duyên với ngài ngài cũng truyền đạo mấy năm trời cho đến khi mà tiếng vang của ngài nó về tới hoàng cung thì à, vua cha mới nghe được mới lập tức cho người mời đức phật về hoàng cung và cái, khi mà đức phật thấy cái thời điểm chính mùi rồi đức phật mới quay về và từ từ đức phật mới độ luôn cho hoàng cung các bạn thấy không đã độ cho vợ cũng đi theo, à, rồi à, con cũng đi theo, à, la hầu la đó, à, hoàng hậu à, Giao du Đà La cũng đi theo, rồi mẹ cũng đi luôn, à, mẹ qua à, mẹ của vua cũng đi luôn, à, mẹ của à, Đức Phật cũng đi luôn, và cha thì cũng chưa tin lắm, nhưng mà các bạn thấy không, tới cái thời khắc à, cuối cùng tới cái thời khắc cuối cùng thì à, đức phật mới quay về thời khắc cuối cùng mà lúc mà vua cha hấp hối à, thì đức phật quay về an ủi cho vua cha và vua cha yên lòng à, tin tưởng ra đi thì cái để các bạn thấy cái câu chuyện ngay cả một cái vị đại minh sư như đức phật thích ca mâu ni ha à, à tại sao thành đạo rồi mà người nhà cũng đâu có tin đâu à, vua cha tới phút cuối luôn á mới tin đó À, phút cuối cùng mới bắt đầu mới tỉnh ngộ mới tin từ từ còn trước đó vẫn cứ tìm mọi cách để mà mà chia cách cản trở cái con đường tu hành của đức phật thì các bạn thấy ao đức phật mà còn vậy cho nên chúng ta là những người đi tu hành theo đức phật à, hay là theo chúa hay theo một vị minh sư quá khứ nào đó hay theo một vị minh sư tại thế nào đó thì cái chuyện mà chúng ta bị người nhà khảo bị người nhà phỉ bán bị người nhà chửi, chửi bới là hết sức bình thường nha nói tới đây mình nhấn mạnh lại những cái chuyện mà chúng ta đang gặp phải là hết sức bình thường và đó là quy luật những người thân cận nhất chúng ta là những người có nghiệp duyên với chúng ta nhiều nhất cho nên à, cho nên họ sẽ là những người khảo chúng ta tới cùng các bạn nên nhớ ha họ có cái nhiệm vụ có cái sứ mệnh đó không phải đơn giản đâu các bạn thấy cái ông đề bà đạt đa mặc dù chúng ta thấy là hả hãm hại đức phật hết lần này tới lần khác nhưng các bạn phải hiểu vậy nè nếu các bạn hiểu cái 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 sự sắp đặt cao thâm của thượng đế các bạn phải hiểu một người mà hại được phật thì cái đẳng cấp cũng phải gần bằng phật các bạn hiểu chỗ này không nha chúng ta đừng có nhìn một cái nó đơn thuần à, giống như các bạn muốn muốn xô đẩy một cái người mà bự con mạnh đó, ít nhất cái lực của bạn cũng phải gần gần với cái người đó à mặc dù là tà lúc nào cũng thua tránh nhưng mà à, các bạn thấy không phá Đức Phật cũng cái lực lượng của cái người đó cũng dữ dằn lắm đó. à tất cả đều là cái sự an bài của thượng đế hết để mà có những cái bài học cần thiết cho cái người đời sau tu học các bạn phải nhìn rộng ra như vậy thì các bạn có cái bài học quý giá lắm à thì để các bạn thấy tất cả những cái khảo đảo mặc dù ngày hôm nay mình nói mình tu hành mình ăn chay tại sao chồng mình phải uh, xa cách uh, phỉ bán hay là vợ mình đó, thì các bạn ngày hôm nay các bạn có câu trả lời rồi đó mình tin những bạn mà uh, đang mắc kẹt chỗ này uh, có thể hiểu được tất cả những điều đó à, họ đều có cái vai trò dĩ nhiên ở một cái góc độ nào đó chúng ta biết là vì họ bị lực lượng phủ định a à, nhưng mà cũng chính họ là cái thử thách trên cái con đường tu hành của mình à nếu các bạn nhìn xa hơn một chút xíu các bạn có hiểu hiểu rằng thật ra ông ma vương á ông cũng có một cái vai trò là cái ông sát hạch a à, ngày nào chúng ta còn nghiệp chướng thì chúng ta còn còn là nô lệ của ông nhưng mà chúng ta muốn giải thoát hả trả hết nợ đi ông giống như là ông 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 giám thị khó tính vậy đó à vượt qua ông là xong à chúng ta ngày xưa đi học ha thấy không à, ông là cái kỳ thi sát hạch cuối cùng vậy đó các bạn thấy đức phật trong phim đức phật vào cái thời khắc đức phật mà sắp sửa gọi là đắc đạo á nhập niết bàn á thì có phải là cái ải cuối cùng là ông ma vương không À các bạn có nhớ ông Ma Vương hiện ra là mấy cái cô gái đẹp ha, quyến rũ Đức Phật cũng không được Cuối cùng các bạn thấy ông chơi cái chiêu gì Ông biến ra vợ con À biến ra cái người thân nhất để mà đánh động cái tình thương ở bên trong à, Đức Phật cũng vượt qua được à, Ông mới chịu thua Đó thì các bạn thấy không Ông Ma Vương cuối cùng ông cũng là à, Cũng là cái cái gọi một cái bài tép Mà Thượng Đế an bài thôi À, chúng ta nhìn ở góc độ đó trên cái hành trình tu á thì chúng ta thấy mọi cái việc xảy đến với mình nó đều là cái sự khảo đảo và nó đều là sự an bài của thượng đế hết để anh chị để chúng ta có cái sự tự tin à, dù gặp khó khăn chúng ta biết ai à, cái này là thượng đế muốn chúng ta phải vượt qua nè chúng ta phải dùng tình thương nè đó nhắc nhở chúng ta ha à, đó rồi bây giờ tới cái câu chuyện của chúa giêsu nó cũng tương tự thôi à, sẵn ở đây mấy người mà bên mấy bạn bên phần ít biết thì mình chia sẻ một ít các bạn thấy Chúa Giêsu á cái ngày mà thành đạo á à, Đức Phật á, thì à, thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ đề. Chúa Giêsu cũng phải thiền 40 ngày ở sa mạc ha. Thì à, sau khi đắc đạo như vậy thì à, có cái sứ mệnh đi ra truyền đạo. Thì các bạn thấy rồi, à, cái à, Chúa Giêsu cũng đâu có đâu có gọi là khác gì Đức Phật. À, đức phật đi ra bị người ta chửi bới phỉ bán thậm chí bị người giả dạng mang bầu phỉ bán du khống thì chúa giêsu cũng vậy các bạn thấy không vào cái thời chúa giêsu xu là cái cái đế chế la mã nó hùng mạnh khủng khiếp lắm và trước đó cũng có những người tin tin theo một cái tôn giáo trước đó rồi và cũng rơi vào cái kỳ mạt pháp họ dùng cái tôn giáo bị cái chính trị bị cái đế chế la mã nó khống chế và khi mà họ thấy có một cái vị mà xuất hiện mà dân chúng người ta tin theo người ta đi theo thì họ ganh ghét đố kỵ họ tìm mọi cách để chống phá chúa giê xu à cho nên chúa giê xu cũng đâu có mà giảng công khai được đâu à, ra ngoài đồng ngoài ruộng á, thì ngồi chỗ nào có dân đông á, thì thì giảng còn vào thành thị là phải trốn, à, phải tìm những cái chỗ nào mà không có bị bị người ta dòm ngó, chỉ có những số ít người tin ngài đến, chứ đâu có là mà giảng công khai đâu. À, các bạn thấy Đức Phật ngày xưa cũng đi vào rừng mà đi tới đâu, thấy dân tới đâu mà hội hợp lại Đức Phật giảng pháp, à, chứ đâu có xây chùa to nhà to gì đâu. À, đi tới đâu thuận duyên tới đâu chia sẻ tới đó. Mà ở bên Ấn Độ thì nó còn khác. À, Ấn Độ thì người tu hành nó còn nhiều hơn. À, Ấn Độ thì cái người dân người ta lành hơn. Còn bên cái thời bên phương Tây thì nó khác hơn. Cho nên Chúa cũng phải dùng những cái lời khác, dùng những cái phép lạ, à, dùng những cái phép lạ. Tại vì người phương Tây họ phải phải tai nghe mắt thấy, thì cái cách trình bày nó cũng khác. À, mà các bạn thấy không, Chúa Giêsu cũng phải cực khổ như vậy. Rồi các bạn thấy cuối cùng sao? à Trong 12 môn đồ cũng có một người phản Các bạn thấy là thân cận nhất không Có phải thân cận nhất phá không Đó các bạn thấy ý trang không có khác gì hết Vào cái thời khắc mà Chúa giêsu sắp sửa Mà à, thành đạo cũng vậy Xe à, quỷ sa Tăng à, Bên Đức Phật thì gọi là Ma Vương Ma Gia à, Bị vua ảo tưởng đó À, còn bên chúa giêsu thì cái người ta gọi là sao tăng này cũng là một đó ông đó thôi à, tên gọi khác nhau thôi cũng xuất hiện ra à, cũng dụ kêu là bây giờ là à, hãy phục tùng ta đi ta cho cả gian sang à, Chúa chúa giêsu cũng đâu chịu đó các bạn thấy không ông giống như cái ông khảo thí thôi vượt qua ổng là coi như là xong rồi đó à nó giống vậy thì các bạn thấy cuối cùng cuộc đời của chúa giêsu ra giảng đạo có 3 năm rưỡi thôi À, Đức Phật còn giảng 49 năm, tại vì ở Ấn Độ nó khác, người dân Ấn Độ nó khác, cái thời thế nó khác. Còn Chúa Giêsu vào cái thời điểm ở ở cái uh, Jerusalem nó khác à, và văn hóa nó khác, con người nó khác, à, tình hình nó khác. À, mỗi một vị uh, Minh sư tái lâm như vậy á, thì phải gánh biết bao nhiêu uh, nghiệp chướng của chúng sinh, thì cái nghiệp chướng nó mới quy đổi ra bằng những cái tai nạn, à, gánh nghiệp cho chúng sinh mà. À, nhưng dĩ nhiên cái thân mạng của minh sư nó khác à, cái chết một của vị minh sư á, là là gánh biết bao nhiêu à, nghiệp chướng cho cho chúng sinh cho cả cái nhân loại cái thời đó chứ không phải là là chỉ một vùng nhỏ đâu một cái vị minh sư mà được tái thế thì nghiệp chướng của địa cầu á, à, được xóa bớt nhiều lắm á, gần một nửa à, để cho các bạn biết như vậy thì chúa giêsu cũng vậy ngài gánh hết tội lỗi cho chúng sinh thì các bạn thấy vào cái thời khắc cuối cùng bị dẫn giải đi như vậy bị cái cái uh, lính đây trong cái hình này, có cái ông cầm cái roi quất vào Chúa Giêsu liên tục như vậy mà uh, Chúa Giêsu không có than quan tiếng nào À còn cầu xin thượng đế nữa nói cha ơi uh, cha hãy tha thứ cho người này vì họ không biết họ đang làm gì các bạn thấy cái lòng từ bi của những cái vị đắc đạo họ cao tới cỡ nào không cái người đánh đập mình á, mà còn xin tha thứ giùm thì các bạn nghĩ đi làm gì có chuyện mà các vị mà đắc đạo mà về mà kêu á, Báo mộng cho mà kêu Chửi người này, chửi người kia Nên Các bạn hiểu ha à? Mình nghĩ những cái người mà tinh tấn chút xíu à Nghe tới cái chỗ này các bạn hiểu rất rõ ha Không bao giờ Phật hay Bồ Tát hay Chúa Giêsu Kêu chúng ta phán xét phỉ bán ai cả À các bạn nhớ những cái vị đắc đạo á Thí dụ như Tế Công Hòa Thượng á họ có phỉ bán á, thì họ phỉ bán cái thói đời à, họ phỉ bán chung chung cái xấu của thói đời để thức tỉnh con người chứ không bao giờ chỉ một cái nhân vật nào đó để mà phỉ bán các bạn phải nhớ rõ như vậy à, trong các kinh kệ của các vị minh sư cận đại cũng vậy họ chỉ phỉ bán cái thói đời tức là cho con người thức tỉnh cười nhạo vô cái sự vô minh của con người chứ không có chỉ mặt đặt tên ai hết trơn á nha các bạn luôn luôn nhớ như vậy à bởi vì á luôn luôn tại vì họ biết được cái đó cũng là cái sự an bài nhân quả nghiệp lực chỉ là đánh thức thức tỉnh cái người đời thôi chứ không bao giờ mà chỉ mặc đặt tên ai hết à cho nên các bạn thấy có nhiều vị bây giờ ra sưng rồi chửi vị này chửi vị kia các bạn cũng phải tỉnh táo à, các bạn nghe thì quyền tự do các bạn cứ nghe nhưng các bạn hãy giữ cái tinh thần trung lập giữ sự ổn định nội tâm đừng bị lôi kéo và tin ngay những cái điều đó nha, nhớ như vậy. Thì các bạn thấy á sau 3 năm rưỡi như vậy à, à, cuối cùng à, Chúa Giêsu cũng cũng phải à, bị à, tụi nó bắt, hành hạ, đánh đập. Và các bạn thấy cái sự tương đồng giữa Phật hay là Chúa các ngài đều biết trước cái sự việc xảy ra. Trước 3 tháng Đức Phật cũng nói cho các đệ tử biết là 3 tháng nữa ta sẽ nhập niết bàn à, rồi chúa giêsu trước cái ngày mà bị như vậy cũng cái buổi họp mặt với đồ với các đệ tử cũng nói rồi à biết trước luôn là trong cái 12 người đồ đệ có cái người bán đứng có người chỉ điểm và cũng nói rõ luôn à ta sẽ bị hình phạt như vậy nhưng mà các con hãy yên tâm ha sau đó ta sẽ sống lại à tức là các vị đã biết trước hết mọi cái diễn tiến rồi nhưng mà vẫn chấp nhận À, một số người thắc mắc nói là sao không có Chúa Giêsu có thần thông sao họ không có tránh được này không phải à, tất cả cái nhiệm vụ tới thời điểm đó hoàn thành rồi và cái chết đó là để gánh nghiệp chướng cho chúng sanh bởi vì cái lòng từ bi của các ngài quá lớn à, chúng ta phải hiểu sâu xa như vậy à, thì chúng ta thấy cái câu mà chúng ta hay nói là Phật cao một thước ma cao một trượng cái hình này các bạn có thể thấy à, à giống như hôm bữa mình nói phật ở đâu thì ma ở đó à luôn luôn như vậy phật là đại diện cho cái sự sáng suốt à, của càng khôn vũ trụ thì có dương thì phải có âm à ông phật ở đâu tại vì cái thế giới này là thế giới à, do ma vương cai quản mà à thì phật xuống ở đâu thì nó phải phật à, dương ở đâu thì âm nó phải bu vòng vòng thôi à nó là vậy thôi à hoặc là bây giờ nói cái này các bạn chưa hiểu lắm các bạn à, đối với những người mà tin khoa học á các bạn nhớ cái um, cái uh, nguyên tử á, ở chúng ta có cái nhân là proton xung quanh á, là những cái electron proton là điện dương nó nằm sâu ở bên trong à, cái nhân a à, muốn vào được tới cái nhân thì phải vượt qua các cái electron à, tương tự như vậy muốn tìm được tới Phật thì phải vượt qua cái ma à, ma chướng. Bây giờ chúng ta muốn vào được tới cái dương thì chúng ta phải vượt qua những cái âm. À cho nên tới cái, cái chỗ này để mình cho các bạn biết là cái gì. Các bạn muốn tìm chân lý, à, các bạn phải vượt qua hết những cái giả lý, những cái ma lý. À, các bạn à, khi mà muốn nghe mà hiểu được một cái vị minh sư tại thế giảng à các bạn muốn tin được cái vị đó các bạn thế nào à, cũng phải bị những cái tin đồn bị những cái lực lượng phủ định nó cho nghe cái tin phủ định phỉ bán về cái vị minh sư đó nếu các bạn vượt qua được à các bạn lý trí các bạn sáng suốt các bạn vượt qua được thì các bạn mới tiến vào được cái vị minh sư đó các bạn mới có cơ hội thấu hiểu những cái điều vị minh sư nói dạy còn không là chưa chưa vào được tới nơi là nghe tin là các bạn bị rớt ở vòng ngoài rồi à cho nên mình hồi nhỏ các bạn nhớ hồi nhỏ ai mà đi chùa à, mình tới chùa tự nhiên mình thấy ở ngoài cổng sao có mấy cái hình mấy cái mấy cái vị mà nhìn mặt dữ tợn lắm mình nói ủa sao kỳ vậy sao mà chùa là cái nơi của phật mà sao có mấy cái ông mặt dữ quá nhỏ mình không hiểu à sau này thì ra mình mới biết các cái vị đó gọi là những vị hộ pháp à những vị hộ pháp tức là những vị này để làm chi đuổi những cái à, xấu xa tà ma à, tránh ra chỗ khác tương tự như vậy à, những cái người mà đi theo con đường chân chính á, luôn luôn có long thần hộ pháp bảo hộ à, những người long thần hộ pháp này á, là à, để mà bảo vệ đẩy những cái tà ma tránh xa ra khỏi những cái người tu hành chân chính và long thần hộ pháp á, nó cũng có nhiều đẳng cấp à, long thần hộ pháp thật á, thì à, ở cõi cao À, còn chúng ta thấy á đối với mấy cái vị minh sư á, mấy cái người mà chuyên phỉ bán á à mấy người mà chuyên phỉ bán á thì mấy cái vị minh sư nói là họ cũng là hộ pháp á. À, nhưng mà sao? Họ hộ pháp có nhiều đẳng cấp mà. Mình nói hộ pháp thật á thì là gọi Long thần hộ pháp ở trên trời đúng không? Còn mà mấy cái vị này á gọi tại sao gọi là hộ pháp? Họ phỉ bán vậy á để làm chi? Để cho những cái người không có đủ niềm tin những cái người không có đủ trí huệ á, à, vừa vào tới cửa muốn vào gặp Phật thôi gặp mấy cái người phỉ bán này á suối nói ôi cái thằng này cái ông này là tà đạo à. à đừng có vô nha vô đây là là đi theo ma theo quỷ á rồi là mấy người mà không có đủ niềm tin đó họ bỏ cuộc giữ chừng thì có phải là trong trường hợp này cái người phỉ bán đó giống như long giống như là hộ pháp không à cho nên các vị minh sư á à, vì có cái lòng từ bi cũng coi mấy cái người này cũng như là hộ pháp thôi không có phán xét gì mấy cái người này đâu nên các bạn thấy à, à còn bên vực cho nữa nói thật ra họ là hộ pháp à, dĩ nhiên à, chúng ta làm tới đâu thì luật trời xử tới đó à cái long thần hộ pháp bảo vệ vì cái sự minh triết sáng suốt thì họ hoàn thành nhiệm vụ theo cách khác còn mà cái người ngu muội u tối làm việc cho lực lượng phủ phủ định À, phỉ bán minh sư thì à, mặc dù làm tốt nhiệm vụ nhưng mà à, nhân nào thì cũng quả đó à nó vậy thôi chúng ta làm nhiệm vụ trong cái sự sáng suốt nó khác còn chúng ta mà tích cực trong cái sự vô minh ngu muội thì cũng phải học bài học để cho sáng suốt vậy thôi tất cả đều có nhân có quả hết ha à, rồi thì à, tóm tắt lại à, cái bài này có một số điều à, mình muốn nói với các bạn thứ nhất là làm người tốt ở thế gian này không dễ có phải vậy không các bạn thấy không trước đây các bạn ăn thịt các bạn uống rượu các bạn ăn chơi thì nó dễ không ai nói gì hết. nhưng mà tự nhiên các bạn quay đầu các bạn tu cái là có chuyện liền có phải không à làm người tốt ở thế gian này không có dễ à, nhưng mà sao nhưng mà nhất định chúng ta phải làm à mình nhấn mạnh lại nhưng mà nhất định chúng ta phải làm vì sao vậy? vì thượng đế muốn chúng ta như vậy. ngày gửi chúng ta xuống đây là để cho chúng ta tu học, học sự sáng suốt, học trượt rồi học thanh, học tối rồi học sáng, học nặng rồi học nhẹ. ha, à, những cái bài thấp học rồi thì phải học lên cao. ha, à, những cái điều xấu xa trước đây chúng ta làm rồi, tội ác chúng ta làm rồi thì bây giờ bắt đầu chúng ta quay đầu chúng ta làm điều thiện chứ trước đây chúng ta ăn thịt chúng ta giết hại chúng sinh rồi chúng ta vướng nghiệp sát rồi bây giờ chúng ta phải học cái bài cao hơn là dừng nghiệp sát Hay yêu thương chúng sinh có phải vậy không trước đây chúng ta phá hoại cơ thể bằng rượu bia chất kích thích bây giờ chúng ta phải biết trân quý sự sống trân quý cơ thể mình bằng cách không dùng những thứ đó nữa có phải là học từ thấp đến cao không à cho nên thượng đế muốn chúng ta làm như vậy và tất cả những cái khảo đảo những cái ràng buộc những cái thử thách à, cả trong lẫn ngoài à, những cái người thân của chúng ta tất cả những cái việc đó xảy đến với mình đều là những cái bài học cần thiết mà thượng đế an bài cho chúng ta đó đều là những cái bài khảo thí hết à, cho nên các bạn tu hành các bạn hãy vững tin à, cái bài này nó quan trọng à, có thể là bài phân tích cuối cùng của mình cho nên là các bạn vững tin trên cái con đường này mặc dù rất nhiều trong gai nhưng mà tất cả đều là bài học thượng đế an bài sắp đặt cho chúng ta để anh chị để khi chúng ta vượt qua được những bài học này chúng ta đủ bản lĩnh chúng ta đủ tiêu chuẩn chúng ta đủ mạnh mẽ để chúng ta tiến hóa trở về hòa nhập với thượng đế chúng ta đúng danh vị là một vị hoàng tử một vị vua tương lai từ đó chúng ta mới cùng cha của chúng ta xây dựng cơ đồ phụ giúp cha của chúng ta cai quản những cái vùng đất a à, à, những cai quản cái đất nước à, giúp đỡ cho những cái thần dân của ông a à, chúng ta phải trở về với đúng ngôi vị là thái tử đúng ngôi vị là con của à, con của thượng đế À các bạn ha. Đó, cho nên các bạn hiểu chỗ này. Tất cả những điều này đều là bài học hết ha. À, rồi. Thì à, cái chủ đề uh, clip này Bục à, nhà không thiên. Thì uh, rất mong à, rất mong những cái chia sẻ chân tình. Những cái góc nhìn, những cái sự truyền đạt những cái điều mình học được từ các vị thầy của mình. Mình thành tâm chia sẻ nó lại cho các bạn chỉ mong à, chỉ mong những ai hữu duyên có cái niềm tin với mình có cái niềm tin đi tìm chân lý các bạn nghe các bạn hiểu được các bạn áp dụng nó vào cái hành trình tu học của các bạn ha à, các bạn chỉ cần tin vào chân lý thôi còn mình là ai kệ mình à, sau này mình có bị người ta phỉ bán chửi bế gì các bạn cũng đừng bị dao động các bạn nếu mà thấy những gì mình chia sẻ mà nó đúng thì các bạn cứ giữ y như vậy các bạn là đừng quan tâm tới những cái gì xảy đến cho mình. ha à, Các vị minh sư còn bị mà, huống chi mình là một cái thằng học trò nhỏ nhoi tép riêu, chắc chắn lú đầu ra là phải bị thôi. À, trước khi nhận nhiệm vụ đưa thư là cũng dự trù rồi. À, đi ra đưa thư thì cũng phải gặp chuyện này chuyện kia thôi à, Đời nó là vậy mà Thầy mình cũng hay nói vui Thế gian mà à, Chứ đâu phải thế ngay đâu à, Thế gian Đi ra thì phải gặp thôi à, Còn dù thằng nhỏ đưa thư Đưa thư hoàn toàn miễn phí Không tốn có đồng cắt nào hết trơn à, Vậy mà Thí dụ như đưa thư tới nhà À, không lấy thì thôi đi còn chửi thằng nhỏ nữa nhỏ đâu biết gì đâu thì thằng nhỏ mang thư tới thấy không phải thì thôi Đấy, có gì đâu mà phải chửi nó đó phải vậy không đó rồi rồi thì thằng nhỏ chỉ biết đưa thư thôi đưa thư tới nhà rồi còn hỏi ê mày có biết cái cái ông hàng xóm cái bà hàng xóm đó là là người xấu không trời ơi nó đưa thư thôi nó đâu biết gì đâu rồi nó nói nó không biết nó chửi nó đồ ngu đồ ba phải à mà nó ngộ vậy đó thằng nhỏ đem thư tới nhỏ đâu biết gì đâu nó chỉ biết đưa thư thôi rồi hỏi nó nó nói nó không biết rồi cũng chửi nó nữa khổ vậy đó ha à, cho nên cái con đường tu hành nó có nhiều cái chuyện lạ chuyện vui gì đó hả à, mình nói trước ha à, mình chia sẻ thôi thì các bạn đi mới mốt tới các bạn cũng gặp à tại cái ai đi đúng con đường là như vậy thì sẵn đây mình nói ha ổm rài mình chuẩn bị cho các bạn cũng không dám nói là đủ nhưng mà cũng tương đối những cái cơ bản nhất. A à, à, những người muốn hành thiền mình đã có cái clip hướng dẫn hết sức cơ bản rồi các bạn cứ thực hành đi. Các bạn cứ thực hành đi rồi vướng chỗ nào á à, mà các bạn hỏi mình sẵn sàng mình hỗ trợ ở trong rất. A à, các bạn muốn đi cùng đường các bạn phải ăn thuần chay. A à, chứ giờ các bạn ăn thịt mà các bạn ngồi thiền các bạn thấy này thấy kia các bạn hỏi mình thì thôi mình cũng chịu mình ai đi cùng đường với mình à, giống như các mình đi cái hướng này các bạn đi hoặc là có những bạn tập các cái pháp môn khác các bạn mở luân xa các bạn tập gì đó rồi các bạn còn ăn thịt các bạn mở luân xa rồi cái các bạn vướng cái chỗ đó cái các bạn hỏi mình mình đâu có biết được nói rồi ha mình đâu có phải là cái gì cao siêu đâu ví dụ như mình đi cái đường này mình ăn thuần chay mình ngồi thiền theo cái phương pháp này mình sám hối như vậy đó mình cầu nguyện Thuận đế như vậy đó thì mình đi một cái đoạn đường như vậy đó các bạn nếu các bạn làm đúng như vậy thì các bạn đi cùng đường với mình thì mình mới chỉ cho các bạn được à, đi cùng đường mới thấy cùng cảnh giới đi cùng đường mới thấy cùng cái ổ gà thấy cái ổ ổ voi ổ chuột được còn bây giờ các bạn đi cái nhánh bên kia các bạn hỏi mình đi tới thấy cái chỗ đó là quẹo đâu sao mình biết được các bạn hiểu chỗ này không ha à, cho nên những cái bạn nào mà thực hành ăn thuần chay, sám hối, cầu nguyện, thực hành thiền theo cái phương pháp thiền năng lượng này, thì à, các bạn bị vướng chỗ nào, các bạn hỏi mình sẵn lòng hỗ trợ hết mình nha, à, không có tốn một đồng xu nào hết. À, nhớ nha, à, không có lấy của các bạn một đồng nào hết trơn á, à, miễn là các bạn à, à, đạt được cái sự bình an nội tâm và thông qua những cái à, sự trình bày này mà các bạn có thể vượt qua cái kỳ tuyển chọn sắp tới thì chúng ta gặp nhau ở cái nơi vui vẻ nào đó à, rất vui rất mừng, không à, anh em à, nắm tay nhau vượt qua cái thử thách gặp nhau ở cái nơi vui vẻ nào đó tay em bắt mặt mừng vui lắm chứ đúng không à, mục đích chỉ vậy thôi nha rồi mình hơi dài rồi mình kết thúc cái clip ở đây à, rất vui các bạn đã dành thời gian nghe tới đây nếu thấy hiệu quả hãy chia sẻ giúp mình a à, cho những người anh em khác Nhớ nha gặp những ai phỉ bán chửi bới á, làm giúp mình một động tác hết sức đơn giản. Hãy cầu nguyện Thượng Đế ban cho họ sự sáng suốt nha. Cũng đều là anh em cả. Rồi bye bye các bạn.